Cuộc sống của mình mỗi ngày mình sẽ đối diện với ai không biết, mình sẽ đối diện với việc gì để giải quyết không biết. Thí dụ mình là một học trò đi học trong trường, ngày mai học lớp này gì mình biết, toán lý hóa mình biết, chuẩn bị bài vở. Nhưng mỗi ngày mình mở mắt ra, mình có một cuộc sống, mình có một ngày mới, mình hoàn toàn không biết ngày hôm nay mình phải đối diện với ai và việc gì sẽ xảy ra. Và với cái tinh thần tu tập, đại chúng cứ thấy rằng bất cứ việc gì nó đến với mình cũng đều là những cái duyên cả, duyên xấu hay duyên lành. Nhưng mà nếu là duyên xấu thì mình phải tìm cách làm cho cái duyên xấu đó nó giảm đi. Và nếu là duyên lành thì chúng ta hân hoan và tưới tẩm làm cho duyên lành nó được tăng trưởng. Vậy thì làm sao chúng ta có đủ khả năng gặp xấu gặp tốt chúng ta đều có thể ứng xử được hết? Nhờ có cái gì? Nhờ có cái chánh niệm tuệ giác. Nếu Pháp Hòa đọc không lầm thì thật ra quý vị biết nhận lời thầy trụ trì đi khóa tu này, chứ Pháp Hòa không biết thầy đặt cái đề tài khóa tu này là gì. Nhưng mà sáng nay đến đây, khi mà ra làm lễ, nhìn cái bảng mới thấy là đề tài là biểu hiện tuệ giác. Tuệ là gì? Là trí tuệ. Giác là gì? Là giác ngộ. Biểu hiện tức là mình express, mình biểu lộ ra. Thì mình manifest. Nhưng mà con người của chúng ta mỗi ngày chúng ta đều có, ai trong chúng ta cũng đều có trí tuệ cả. Nhưng mà cái quan trọng là trí tuệ của mình là trí tuệ giác ngộ hay là trí tuệ mê lầm. Thí dụ mình rất là thông minh, người ta nói một mình có thể suy diễn tới 10. Mình tự hào với cái thông minh của mình, chờ và còn tuyên bố một câu đừng hòng qua mặt tôi. Nhưng mà người ta mới nói một câu đó, mình suy diễn 10 cái negative, 10 cái điều tiêu cực, và mình chỉ về người đó, và tự nhiên mình lập tức mình xây dựng một cái thành trì, một khoảng cách giữa mình với người đó. Mà có thể người đó muốn đến với mình bằng một cái tâm rất là thiện lành. Có phải là một loại trí tuệ không? Nhưng mà trí tuệ đó không phải là trí tuệ giác ngộ. Giác ngộ là gì? Khi mình giác ngộ là tỉnh thức, là mình nhận rõ cái gì có mặt, mình nhận cái đó. Và nếu mình có tuệ giác mình suy diễn thì mình suy diễn cái gì nó tích cực để nó ôm ấp. Thí dụ mình nhận ra người này là người không tốt, thí dụ vậy đi, thì với trí tuệ giác ngộ mình phải làm gì để mình chuyển hóa người này khi họ đến. Hoặc là mình để xem coi có thật sự với mình suy diễn không. Chưa gì hết là mình đã phán cho một câu. Rồi từ đó chẳng những mình xong rồi mình xoay qua cắm chơi với người đó nghe, mà mình không biết người đó là ai, là gì. Mỗi người chúng ta ai cũng có một ánh sáng. Cho nên cái người chúng ta phải tu tập là mình làm sao mình chuyển hóa. Quý vị hay nói đến chùa để tu tập, nhưng mà nếu cái tâm mình nó chưa sáng thì mình phải làm chăm sao cho nó sáng. Thật ra tâm mình vốn sáng, nhưng mà tại vì mình cứ bị vậy đó, cứ một lớp bụi nó bay tới là mình để yên, mình kiếm cái gì đó mình dán bụi đó cho nó dính chặt. Và lớp bụi dày phiền não. Và ngày mai này mới làm lễ tắm Phật. Không phải Đức Phật chờ mình một năm mình đến xối cho Phật dài ngắn luôn. Còn cả năm Phật, tượng Phật, cái đó là một cái tượng Phật để nhắc nhở chúng ta hãy tắm rửa cái bụi tâm, hãy lau chùi cái bụi mà chúng ta đã bị thấm nhiễm. Chứ không phải mình tấm Phật, nói cái từ nghe tấm Phật vậy thôi. Chứ còn thật sự tấm Phật nghĩa là tấm cái tâm nhơ bẩn của mình, để làm cho cái tâm nó được sạch lại, vì vốn tâm này đã sạch.
Nhưng mà hàng ngày mình giao tiếp, nếu mình giao tiếp gần gũi với người tiêu cực thì mình nhìn cái gì cũng tiêu cực. Với một người tích cực thì mình sẽ thấy cái gì cũng sẽ tích cực. Tích cực ở đây có nghĩa là mình a tầm phù, ai mình cũng tin, nhưng mà mình khoan vội vã kết luận khi việc đó nó chưa xảy ra, hay là mình chưa biết người đó như thế nào. Và nếu mình giỏi hơn thì mình phải làm sao chuyển hóa cái tâm thức của mình. Gần đây có nhiều Phật tử lên chùa hay hỏi với hoài chứ giờ gia đình con, vợ con hay chồng con thích coi bói, cái gì cũng coi hết. Quý vị biết có nhiều người họ tin đến mức độ là đi đâu chơi phải coi ngày, và thậm chí không phải coi ngày đi luôn mà phải coi ngày bút vé máy bay luôn, bút cái ngày đó có tốt không. Thành thử ra mình bị lệ thuộc cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa thì không có bác, như Pháp Hòa nói như thế này, Pháp Hòa nói mình coi để mục đích để làm gì, để biết phải không, để biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà mình biết để mình sợ, mình lo thì không được, này dở quá. Tự nhiên bỏ tiền ra coi bói xong để lo nguyên năm vậy. Thí dụ như đầu năm mà Tết mùng 1 lên chùa coi bói hay là đi đâu đó coi bói, xong cái ông thầy ông nói cuối năm vợ chồng có một trận nghe. Chắc là từ đầu năm tới cuối năm là cứ phập phồng, cứ lo sợ. Nói sao vậy, tôi đi coi bói. Ông thầy bói nói thôi bây giờ Pháp Hòa không bác, thôi thí dụ lợi con được, nếu mình biết cuối năm nay vợ chồng sẽ có một trận gây gỗ lớn, mình biết như vậy rồi thì mình phải tu tập như thế nào để cái biết đó, để cái gây gỗ đó nó không có mặt, hay là nó giảm thiểu đi. Cái này Phật giáo gọi là gì, có hiểu thì có thương. Mình biết việc đó xấu thì phải làm sao cho nó tốt. Như vậy thì mình coi bói, nếu mà lỡ con coi mà không cần coi, coi để mà sợ thì khỏi coi. Còn nếu mình coi mà để biết vậy rồi, mình đem cái pháp môn tu tập của mình thổi vào đó, làm sao cho sự việc nó tốt. Nếu mà người ta nói coi chừng năm nay có tai nạn xe cộ, năm nay chắc không đi đâu. Mà nếu mà thật sự là cái nghiệp, cái duyên của mình rồi, đi bộ vẫn bị, chứ đừng nói là đi xe không. Ở đây Pháp Hòa không bác, nhưng mà quý vị phải nhìn lại cái cách mà mình xin xăm, mình bối quẹt. Nếu mình coi xong rồi để mình tu tập tốt hơn. Cho nên nhà chùa thỉnh thoảng có một vài chùa vẫn có để xăm cho mình lắc nha. Thì cái đó là một phương tiện của nhà chùa thôi, chứ thật ra nó không phải gốc tích từ Phật giáo. Nhưng mà đức đạo Phật thì có những chùa người ta tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà quý vị xin xăm cái quẻ đó rồi thì mình làm gì để giải quyết cái quẻ đó, nếu là một quẻ xấu. Thì cuối cùng cũng nói sao, năm nay xui nè, gặp quẻ hạ hạ nè, thà thử ráng ăn chay nghe, khỏi coi tôi cũng ăn chay rồi. Từ khi tôi quy y Phật giáo tôi cũng đã quy y ăn chay tháng 2 ngày rồi, bây giờ mình biết được thêm đó thì mình gia tăng thêm 1 ngày. Rồi xưa là mình nhịn có 50% thôi, nhờ quẻ hạ hạ này nhịn tới 100%. Thà thử ra tùy ông thầy giải xong nữa. Nếu mà ông thầy giải xong mượn cái chuyện đó mà hướng dẫn mình tu thì cái chuyện giải xong này có bổ ích. Vì mượn phương tiện lấy cái nguyện để độ cái chân, cái này Phật giáo gọi là dĩ nguyện độ chân, mượn cái giả, mượn cái tạm, ta tin vậy đó. Nhưng mà nếu như mà thầy lợi dụng, trời xui lắm nha, lên để thầy cúng cho 3 buổi, mỗi buổi mấy trăm vậy đó. Thì cái này là cái pháp tà gặp thầy tà, tà nó tăng. Nhưng mà nếu mà pháp tà mà gặp thầy chánh rồi, tà nó biến thành chánh. Tại ông thầy cũng chánh rồi thì cái gì tà vô tai thầy chánh rồi, thầy sẽ sơn phết trở lại, thầy làm trở lại cho nó mới lên. Người biết nấu rồi, biết nấu ăn rồi đó, chỉ cần chị mở tủ lạnh chỉ người ta, ta nhìn nước cái ta biết liền sẽ nấu món gì. Mặc dù nãy ta định nấu canh chua có bạc hà, có đậu bắp,
Bây giờ mở tủ ra thấy có cà chua, thấy có bắp cải, mà không có đậu bắp, không có bạc hà, được rồi, để tôi nấu canh chua bắp cải. Nấu canh chua bắp cải vẫn ngon. Canh chua không nhất thiết phải có bạc hà, không nhất thiết phải có đậu bắp. Quý vị có thể nấu canh chua với bồn bột, quý vị có thể nấu canh chua với lại rau nhút, đúng không? Thì tại sao phải bắt buộc canh chua là phải có đậu bắp bạc hà? Thành nữ là người biết nấu ăn. Bây giờ lỡ mở tủ ra chỉ có cà chua và rau cần, trời, tôi nấu canh chua ngót. Canh chua ngót nghĩa là chỉ có rau cần và cà chua. Thí dụ vậy. Cho nên người biết nấu ăn thì mở tủ ra thì cái gì cũng vậy. Thậm chí người biết nấu ăn tùm lum tà la ta biết là hết. Hôm rồi có một đoàn đi tới chùa, thì trong chùa còn lại một nồi bò kho chay rất là ngon, nhưng mà đông quá không đủ. Bún thì có sẵn, em ném lên, gia vị trở lại, thắt cà chua vô, thành một nồi bún riêu. Quan trọng là cùng lên đường chuyển hóa. Tôi chùa cũng chuyển hóa được một cái nồi thức ăn, quý vị cũng chuyển hóa được cái cơn đói của mình. Cái quan trọng là ăn ngon, nấu bằng tất cả tình thương. Khi mà đói bụng gặp tình thương hạnh phúc, như người đau khổ gặp tình thương hạnh phúc. Cái người người ta té, lúc đó mình chẳng cần phải đem cái kiểu tới người ta mình khiêng, người ta chỉ cần một bàn tay mình nâng lên. Cho nên cái người mà có giác ngộ, người ta biểu hiện được hết trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì mình đi tu tập theo Phật giáo không phải là mình đến để mình lạy Đức Phật, mình cúng Đức Phật. Tất cả những hình thức hồi sáng mình làm là một lễ nghi để mở màn cho một cái nội dung mà chúng ta muốn nói, muốn tu tập, để cho nó có trang trí. Giống như cái hoa này thôi, mướn cái liều gì dựng lên là được rồi, nhưng mà để cho nó có màu sắc một chút, treo lồng đèn, treo cờ, phải không, cho nó nhìn cho nó có màu sắc đi. Như cái mặt của mình vậy, thủy chung là muốn mặt tốt, mặt đẹp, nhưng mà sáng ra phải quẹt quẹt một chút để nhìn cho nó tươi tươi. Đàn ông nam nam, người nam bây giờ cũng phải làm cho nó tươi tươi. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, trẻ cũng vậy, già cũng vậy, tất cả đều phải có cái biểu lộ. Cho nên mình có chánh niệm. Chánh niệm là sự tỉnh thức, mình nhận thức những gì đang xảy ra và pha với, phối hợp với cái trí tuệ của mình, mình sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, linh động mà không có gì rắc rối cả. Có nhiều khi cái việc nó rất lớn, nhưng với cái sự nhẹ nhàng tỉnh thức của mình, với trí tuệ của mình làm cho cái việc đó tự nhiên nó nhẹ lại. Nhưng nếu chúng ta không có tỉnh thức, dù một cái việc rất nhỏ như một lời nói, một hành động, một cử chỉ nhỏ của ai đó, với cái tuệ giác và không phải tuệ giác mà với trí tuệ negative, tiêu cực của mình, cộng thêm không chánh niệm của mình làm cho việc nó lớn lên, mình làm cho cái việc đó nó nổ tung ra và mọi người đều không vui cả. Cho nên đi những chuyến đi chơi, những buổi hội họp, hay là trong gia đình mình, mỗi người chúng ta cần phải thực hiện chánh niệm tuệ. Chánh niệm là ý thức những gì đang xảy ra. Pháp Hòa ví dụ, quý vị bước ra sân thấy nắng, tự nhiên lấy tay che, tại sợ đen. Ví dụ ai đau mắt, như Pháp Hòa mà đứng ngoài nắng chừng một phút thôi là hai mắt không thấy được. Cho nên mà bước ra mình nắng là phải che mắt, để mắt yếu. Thì mình chánh niệm lại cũng giống như vậy. Mình thấy cái gì nó không ổn cho mình thì tự động mình sẽ có một cái gì đó mình bảo vệ, mình phòng chắn. Mình bước ra ngoài cửa, mình thấy một cái vũng nước, tự nhiên mình phải đi lệch một bên.
Hay là lỡ bây giờ không còn đường nào đi thì mình cố gắng mình bước một cái bước nó to hơn, lớn hơn để mình có thể qua được cái đường lúc đó. Mình ăn cơm, mình nhìn cái dĩa cơm và tự nhiên mình quát lên cái bụng mình liền, không biết ăn có nổi không? Nếu không nổi thì mình xớt ra bớt cho mình. Tự nhiên thấy thức ăn, một cái dĩa, cái tô người ta mang lên, tự nhiên giây phút mình thấy đó rồi, mình quán lại cái bụng mình, cái sức đói của mình liền, để mình có thể không phí thức ăn. Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng hiểu rằng hằng ngày chúng ta có thực tập chánh niệm không? Có. Nhưng mà cái chánh niệm của mình đang thực tập, nhưng mà mình chỉ thực tập ba cái việc lặng vặt như là cái bụng, con mắt rồi vậy đó. Nhưng mà có nhiều người không chánh niệm thì sao? Đói con mắt quên nhìn cái bụng, thấy cái gì ngon là múc quá trời múc, múc xong ăn nó nói chờ tôi đói mắt, phải không? Trót vì tay đã nhúng chạm dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Thành nữ ra nếu chúng ta có chánh niệm thì nhìn cái thức ăn người ta mang ra cho mình thì liền biết mình ăn nổi không, để chúng ta sớt bớt cái phần đó. Trời lạnh tự động mình đi kiếm cái áo mình mặc, cái đó là phước bảo hộ. Và cái gì giúp cho mình được cái việc đó? Chánh niệm. Khi mình thấy cái môi trường trong gia đình của mình không lành mạnh, hay con cái mình sao bây giờ khác xưa, thì mình phải nhìn lại cái tuổi của nó. Hồi nhỏ nó dễ thương, nó nghe lời mình, bây giờ nó hết nghe rồi, là mình nhìn cái tuổi nó mấy tuổi. Bây giờ nó 15 tuổi rồi, 16 tuổi rồi, cái môi trường nó đi học. Thành thử đừng có bắt buộc nó phải nghe lời mình giống như hồi nó 50 tuổi. Mà bây giờ hãy nhìn vào cái độ tuổi này và nó thay đổi như vậy, có đúng đúng hoàn cảnh. Rồi chúng ta phải mở lòng chấp nhận. Còn nếu nó có những cái gì nó chưa hay thì mình từ từ mình uống, mình chuyển nó, tìm cách mà không bao giờ để nó. Có nhiều khi mình quên, mình làm. Con bây giờ hư lắm, không còn nghe lời mẹ nữa, thí dụ vậy, không còn nghe lời ba nữa, thì bắt đầu mình để cho nó biết được. Nếu mình biết cái điều đó với chánh niệm, với tuệ giác, tìm cách chuyển. Pháp Hòa ví dụ, một hôm mình đến, mình mời khách đến ăn cơm, biểu mấy đứa con nó dọn chén, nó sơ ý quá, nó lấy những cái chén mẹ nó để lên bàn. Mình không bao giờ làm, trời trời ơi, ai đem chén mẹ lên đây? Tự động đi xuống bếp lấy cái chén lành lặng, chị cho em đổi cái chén cái nha. Mình nhẹ nhàng thôi, mà không để cho người khác biết cái vụn về của con, và cũng không la con mình trước mặt khách. Vì chúng ta thường có những phản ứng rất nhanh, mà cái phản ứng đó đôi khi nó làm mất hay. Và có chánh niệm thì chúng ta sẽ sống được. Và cái người có chánh niệm khác, họ nhìn vào mình, họ biết mình đang làm gì. Và đôi khi trong cái nhẹ nhàng đó, họ học được từ cái của mình một cách ứng xử rất linh động và nhẹ nhàng. Hay Pháp Hòa hay ví dụ, mình mời khách tới, mình để một ly nước có cái vai cầm, thì theo thế thường là mình để bên nào, bên phải cũng được, bên trái cũng được, để cho người ta cầm ghi. Hello. Hình như tới giờ ăn cơm ha. Mấy vụ này anh nhạy lắm. Thì khi mình để cái ly nước như này, nhưng đôi khi con mình, đệ tử mình quên đi, mời khách mà để ly nước cứ quay ra đây, nghĩa là nó để ly nước xuống cho có để mà nó quên mời khách. Mà mình mời thì mình mới để sao cho ý tứ, ý tứ cái sâu đó. Tứ là mình có nhìn trong đó cái việc của mình làm, thì cái ý là đi lấy ly nước mời khách, tứ thiếu ý tứ mà, tứ nó thiếu, mà tứ nó thiếu thì cái quay nằm đây. Nhưng mà ông thầy, sư phụ, cha mẹ, ý tứ hơn. Thấy nó để ly nước chặt rồi đó,
Nhìn như đạt nó như vậy kỳ lắm. Liền lấy cái tay quay cái tay lại, mời anh uống nước. Miệng nói mời uống nước, tay quay lại, sửa cái quay nước, sửa cái tay cầm lại, mà không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống, cái chuyện này là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà có những việc quý vị sẽ ứng xử giải quyết vấn đề, gọi là xích mích giữa đôi bên, linh động nhẹ nhàng. Mình biết cái người kia họ mưa nhau, họ vừa xuất hiện chết một, hai bên sắp lá cà, chánh niệm tự nhiên dẫn người đó ra ngoài lại. Em có việc cần nhờ chị một chút, để người kia vô giải quyết. Mình làm sao cho sự việc nó nhẹ hơn. Thật ra trí tuệ nó khác hơn trí thức. Trí thức là do mình học, mình nhận thức, và đôi khi cái trí đó từ nhận thức của người khác đưa vào trong cái của mình. Nhưng mà trí tuệ là do tu tập, do tư duy, do quán chiếu mà chúng ta thấu rõ. Vì vậy chúng ta phải duy trì, giữ chánh niệm suốt ngày của mình. Chúng ta gọi là trì tâm. Thí dụ quý vị tụng kinh, nhưng mà tụng lớn, nhưng mà nếu mình tụng một bộ kinh, chúng ta gọi là trì kinh. Trì là sao? Giữ, giữ cái âm điệu điều đặn. Tại mình tụng lớn quá mà tụng hết bộ Pháp Hoa thì lát làm sao? Tắt tiếng. Có nhiều vị niệm Phật hơi đâu không có mà niệm cho to. Quy định niệm 10 mới niệm có 5, hết niệm nổi. Thành nữ là mình phải tự biết cái sức của mình ở đâu, để mình đưa cái âm điệu mình xuống nhỏ. Để gì? Để mình có thể duy trì được lâu dài. Như vậy gọi là trì danh niệm Phật. Tụng kinh mà tụng vừa âm điệu để mình có thể tụng thời kinh dài hơn gọi là trì kinh. Chúng ta thọ giới, 5 giới, 10 giới. Bây giờ căn bản Phật tử thọ 5 giới. Nhưng mà sau khi thọ 5 giới rồi quý vị trì giới. Trì giới nghĩa là sao? Điều đặn giữ nó mỗi ngày gọi là trì giới. Giữ giới và giữ giới một cách điều đặn mỗi ngày. Chứ không phải là bữa nào ăn chay tôi trì giới, bữa nào không ăn chay tôi không giữ giới. Thí dụ như ngày không ăn chay, ví dụ như ngày đó ngày mình ăn mặn, thì mình lên mâm cơm mình vẫn chắp tay, đọc quán nguyện: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Vạn vật đang sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Đâu phải ăn chay mới được cầu chuyện đó, ăn mặn cũng được chứ có sao. Nếu kỳ quá tự nhiên để trước mặt mình con tép mình ta chắp tay. Ví dụ vậy. Vậy là một tháng tu có 2 ngày à, tại ăn chay có 2 ngày à, còn hai mấy ngày kia mình làm gì? Che mặn chỉ là món ăn, cái quan trọng là cái tâm của mình trong bữa ăn đó. Về thì ăn mặn vẫn chắp tay để làm gì? Cảm ơn. Nếu mà nói rõ hơn, cảm ơn con tép con tôm, phải không? Lấy mượn con tép con tôm nuôi mình, sanh tâm tàm quý, xấu hổ. Tôi chưa đủ can đảm ăn tofu. Nhiều khi lên chùa mua con lobster tofu đỡ con thiệt. Tôi chưa đủ can đảm ăn con giả. Thế nên là mình, vạn vật đang sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn Tam Bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tín chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Thì cái câu mà chúng ta đọc, lấy thức ăn này để nuôi thân, nuôi thân mạng để mình sống và mình làm lợi ích cho mọi người, mọi loài, trong đó có một phần để chúng ta nhớ ơn, để chúng ta đền ơn bằng cách sống tu. Như Pháp Hòa nói với ba em ngày hôm qua, nó khóc, nó thương mẹ,
Phong Hòa mới nói bây giờ mẹ đang ở trong ba bạn, máu của mẹ đang ở trong ba bạn, bây giờ mẹ không còn đau khổ với thân xác, và mẹ đang ở trong ba anh. Ba anh sống lành mạnh là mẹ sống lành mạnh. Đó là một sự thật, nó phải lý thuyết. Nhưng mà nếu mình có tư duy, có quán chiếu thì chúng ta thấy việc đó. Sống mà trọn vẹn như vậy, thấy như vậy mình nên hơn. Cho nên mình mang ơn của thầy thì mình phải sống như thế nào, như lời thầy dạy. Như vậy thì chúng ta mang ơn Phật, chúng ta sống như lời Phật dạy là trả ơn cho Phật. Trả ơn Phật không phải là tụng cúng Phật mỗi ngày, mà là cái cách sống để biểu lộ rằng mình là con Phật. Đó thể thôi. Dù những vị đó không phải là Phật giáo, nhưng nhận được những cái lời dạy từ Đức Phật, quý vị cứ sống là một hình thức đấy. Nhưng mình đi đường, mình bảo hộ được cái con đường mình đi, là mình ghi ơn cái người tạo ra cái con đường đó, bồi đắp cho con đường. Mình giữ được cái tâm, cho nên gọi là trì, trì kinh, trì giới. Tinh tấn của mình, có nhiều vị hiểu lầm. Tinh tấn là sao? Thí dụ bây giờ quý vị quy định mỗi tối 7 giờ tối mình ngồi thiền tụng kinh, ngày nào cũng giữ như vậy, 30 phút hay tiếng là tùy mình, hay 45 phút tùy mình, thời gian bao nhiêu là tùy vào sức khỏe thời gian, nhưng giữ điều đặn. Cái điều đặn đó gọi là tinh tấn. Còn ví dụ như bữa nào khỏe thì tụng tiếng, bữa nào không khỏe nghỉ, tụng một ngày nghỉ 5 ngày, tụng một ngày 5 ngày nghỉ, vui tụng buồn nghỉ, thì cái đó cũng là tu đó. Nhưng mà mình tu theo cơn tu theo cơn phiền não tiêm vui của mình. Tôi đi chùa mỗi tuần là tôi đi chùa mỗi tuần, ai buồn ai giận. Vì đầu tiên mình đi chùa đâu phải vì những vị đó, mà ngày hôm nay cuối cùng lại toàn là vì người khác mà nghĩ không. Tôi giận bà nó tuôn đi, tôi buồn ông kia tôi không tới. Và rốt cuộc hỏi lại cái lúc đầu đi vì ai, không phải vì những người đó. Thành thử mình muốn đi gặp Phật thỉnh kinh, nhưng trên đường gặp yêu quái trở về. Đó là một chuyến đi thỉnh kinh của mình đó. Cho nên chuyện đi thỉnh kinh ở Tây Du Ký không phải là chuyện của thầy trò ngài Huyền Trang. Đó là một câu chuyện để nói chuyện của mình. Mỗi người chúng ta mỗi ngày sống là một chuyến đi thỉnh kinh. Mình có bái được tổ Như Lai để thỉnh kinh đem về hay không là tùy ở mức độ kiên trì của mình có thối lui hay không. Cho nên đâu phải chuyện của ngàn xưa, chẳng ngàn năm trước chuyện Huyền Trang đi thỉnh kinh, rồi ngày nay không có người đi thỉnh kinh. Mỗi ngày chúng ta đều đi thỉnh kinh thôi. Mà quý vị có đồng ý là có đôi khi mình đi chưa tới nơi mà đã lo trở về không? Có chứ, gặp yêu quái là trở về. Quý vị thấy trong Tây Du Ký có những yêu quái nó có nanh, nhưng mà trước khi nó mọc nanh nó là những tiên nữ, đúng không? Cũng như thế, những phiền não nó đến với mình nhẹ nhàng lắm, mà tuyệt đẹp lắm. Nhưng mà cuối cùng nó thấy làm mà được, nó mới hiện nguyên hình. Còn đôi khi á, với cái tuệ giác, tức là Phật thánh độ trên xuống phóng cho nó mới hiện nguyên hình của nó là ai, đúng không? Mà ngài Huyền Trang đâu có làm được, tại ngài Huyền Trang là một con người như chúng ta, một con người bình thường như mình thôi. Đó là biểu tượng của ngài Huyền Trang. Nhưng mà trong con người bình thường đó có tham sân si, là ba người đệ tử đó, Ngộ Không, Bát Giới và Ngộ Tịnh. Tham là Bát Giới, sân là Ngộ Không, si là Ngộ Tịnh. Tham sân si có ở trong mình hết, cũng như ba đứa đệ tử, ba người đó là đệ tử ngàn Huyền Trang và cùng nhau đi thỉnh kinh. Quý vị về đạo viên tu 2 ngày, 700 người ngồi đây, mỗi người đều có mang theo ba đứa đệ tử, phải không? Ba đứa đệ tử mà bây giờ mình đang nói với nó ngồi nghe thầy giảng con ơi. Tại vì cái con mang ngủ nó đang liên duyên dữ lắm.
Bát giới nó đang có mặt. Nãy giờ là ngắt nhéo dữ lắm. Đó, nãy giờ là dụi mắt nè, uống nước nè, ở không? Làm đủ thứ hết. Và nó nói ai biểu đi sớm quá chi. Nó nói vậy đó. Nó ai biểu đi sớm quá chi rồi giờ ngồi đây. Trời ơi, nó biểu lộ một cách hết sảy luôn. Ngáp mà ngậm. Tại ngồi trước mặt ổng ngáp kỳ. Có không bác giới? Đó là mình mới nói tới mang ngủ này. Tham ngủ. Trời ơi, sáng tưởng gì vô chùa cho tôi cháo mà bút lỏng bỏng đó chứ. Giờ chỉ trông tới giờ đi ăn thôi. Bát giới nó có mặt là gì? Tham ăn. Đi tu thì đi tu. Đi tu này đỡ nghe. Nếu mà đi tu mà xuất gia gieo duyên á, ở bên chùa của bà mỗi năm xuất gia gieo duyên. Năm nay là khóa thứ 21 rồi. Mà năm nào bố cũng nhắc nghe, mình đang đi xuất gia gieo duyên nghe. Mà tối nào cũng thấy hai cô làm hai cục bấy công cuốn á. Sợ tóc nó hư. Mình đi xuất gia mà đáng lý phải cạo đầu. Mà bây giờ ông thầy ông dễ thương đến mức làm cho mình để tóc. Trời đất ơi, mà cầm cái kéo mà sợ ông chết vậy. Thầy cắt ít ít thôi này. Có nhiều vị còn nhắc đó, con làm neo đó thầy ơi. Có nhiều người còn dễ thương. Thầy thầy cắt ít, tại con bị hớt tóc ta đó. Mấy người thợ tóc của hai chồng cũng nó hồi nhỏ có đi coi bói không? Ông thầy dạch tay số này thế nào lớn lên cũng nắm đầu nắm cổ ông ta. Mà thiệt, mấy cô mấy chú làm thợ tóc đó, dịch tóc nắm tóc cắt luôn, không phải nắm đầu nắm cổ. Tức là trong tham đó là tham ăn, tham ngủ, tham đẹp, phải không? Tham danh, tham tiền. Cho nên mình đi tu ba con đứa tử đi nè, tham sân si, nhưng đâu có bỏ nó được, nó là con của mình mà, nó cùi đuôi của con mình, nó tham ăn nó cũng vì mình nó mới tham, nó tham đẹp nó cũng vì mình nó mới đẹp. Hồi xưa môi đỏ giờ môi tím môi thâm không, hỏi sao vậy đẹp. Hồi xưa mặt quần lành lặn nó mới đẹp, bây giờ xé rách ra nó mới đẹp. Cái gì nó cũng nói với mình, nó đây nó má mặt quần rách này nó mới đẹp. Cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận diện ra nó và chúng ta làm sao để cho cái tham, cái sân, cái si đó nó ngồi yên. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy trong cái chuyến đi Ngài Huyền Trang phải ở trong một cái vòng, không được ra khỏi cái vòng. Và không có yêu quái nào tự động nó lui sụp hết á. Phải có gì? Phải có tiên thánh xuống, hay là chính ngộ không đã làm cho nó lộ nguyên hình, thu phục. Ngộ không là một người thông minh, nhưng mà cái thông minh đó không có tu tập thì thông minh nó quậy. Cho nên trước khi gặp Ngài Huyền Trang thì nó làm cái gì? Nó quậy lên trời, nó quậy địa ngục, nó quậy lâm cung, và thậm chí nó muốn bằng trời. Cho nên nó kêu nó tề thiên. Chữ tề là bằng. Tề thiên đại thánh là ông đại, ông thánh lớn, muốn bằng với trời. Nhưng mà cuối cùng ông là tề thiên đại thánh, hay bất cứ gì đi nữa, ông cũng không thoát cái ngọn núi ngũ hành. Năm uẩn nó đè, ngũ dục nó đè. Cho nên cái ông bị đè đó không phải ông ngủ không đó không. Chúng ta cũng đang bị đè.
Cho nên thưa đại chúng, có bài giới thiệu như vậy để đại chúng biết rằng người có trí tuệ đọc kinh, đọc sách, bất cứ việc gì trong cuộc sống, chúng ta phải lấy tư duy để quán chiếu, để nhìn, để thấu rõ, để chúng ta đừng có lầm đường lạc bước, hoặc là chúng ta sơ hở kết luận một cái điều nó quá sớm. Và khi chúng ta tập thành như vậy, lâu ngày thành một thói quen, thì nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là những cái gì chúng ta huân tập lâu ngày. Nhưng nếu nó là tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Nếu nó là xấu thì nó là nghiệp xấu, gọi là ác nghiệp. Và hễ mà thiện nghiệp thì có thiện quả. Cho nên nếu cái nhân tốt từ đầu thì cái quả tốt cũng từ sau này. Cho nên cái nhân quả mà tốt cũng là nhân quả, chứ không phải nhân quả chỉ để cho chuyện xấu. Thí dụ ngày hôm nay, bây giờ ai nói nặng mình, sao mình không còn giận tức người đó như ngày xưa nữa. Mình biết mình có nhân quả rồi đó. Nhân là mình có quán chiếu vô thường, quán chiếu từ bi, cho nên mình thương được người đó, hay là nhẹ nhàng với cái câu nói đó. Bây giờ hồi xưa cái câu đó mình thấy nó nặng, sao giờ mình thấy nó bình thường. Mình chưa dám nói là mình thấy nó mình như thánh, nhưng mà mình nhẹ nhàng được. Cái đó gọi là chúng ta có cái nhân tốt, tu tập tốt, cho nên giờ cái quả tốt. Cho nên đại chúng đừng làm chữ nhân quả để chỉ cho chuyện xấu nha. Nhân quả cũng đều là cái nhân là cái tạo tác, mà quả là cái kết quả. Vậy thì mình tạo tác tốt thì nó ra tốt. Mình có tu tập, có chuyển hóa thì kết quả là mình có sự nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa có đọc kinh, thì gần đây Pháp Hòa có đọc một bản kinh, thì hôm nay Pháp Hòa mượn bài kinh này để chia sẻ với đại chúng. Có một cái điều nó tương ứng mà khi ngồi xuống đây Pháp Hòa phát hiện. Như Pháp Hòa nói cái bài kinh, cái đề tài mà thầy chủ trì chọn chủ đề trong Pháp Tu của anh biết. Thầy có gửi chương trình, đọc cái chương trình mà không đọc chủ đề. Nhưng mà tự nhiên trong vô tình thì Pháp Hòa chọn bài kinh này để chia sẻ với đại chúng. Và thật sự bài kinh dài lắm, Pháp Hòa không có nói hết, chỉ trích một đoạn. Mà cái đoạn này nó lại trùng hợp với cái chủ đề này. Đó là gì? Ánh sáng của Bồ Tát Minh Phật, tuệ giác biểu hiện. Võng là cái gì? Nó đang kết lại. Nó đang kết lại. Nhưng mà nếu mà cái gì nó đang kết thì là võng. Ví dụ như cái võng mình nằm, mà nếu mà trí tuệ mà có đang kết lại với nhau gọi là minh võng. Trí tuệ mà nó thực hiện được chỗ này, nó liên kết được chỗ kia, hay là mình và người thân của mình đều có liên kết vào một cái tuệ giác. Thí dụ có một, ví dụ một khóa tu này, hay là ngôi chùa này có xây dựng, đâu phải là trí tuệ một người đâu, phải không? Mà trí tuệ có sự liên kết. Có thể thầy được đề xướng tôi muốn xây cái này ở đây, thì các vị kia góp ý, con nghĩ thầy nên để cửa chỗ này, đặt cái món chỗ kia, đặt cái này kia, thì như vậy đây là một sự tuệ giác có hợp tác. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có những ánh sáng biểu lộ ra tùy theo cái tu tập. Trong Phật giáo thì nói mình tu mình có chứng thần thông, ví dụ như nhãn thông, nhĩ thông, phải không? Tâm thông, thần túc thông, v.v. Chữ thông là gì? Không có ngăn ngại. Chữ thông nghĩa là không ngăn ngại. Mình tới luôn không ngăn ngại, thấy mà không có ngăn ngại thì gọi là nhãn thông. Nhưng mà muốn có được cái không ngăn ngại đó, đâu phải tự động, phải qua một quá trình huân tập. Cũng như vậy, ngày nay mà quý vị được nhẹ nhàng, tâm được bình an là một quá trình, chứ không phải đơn giản. Thì Bồ Tát này tên là Bồ Tát Minh Phật, và cái kinh này có tên là Trì Tâm. Một vị Phạm Thiên Trì Tâm. Trì Tâm là gì? Giữ tâm. Và thưa đại chúng, ngồi đây ai cũng có tâm.
tâm tốt, tâm xấu, tâm tham, tâm sân, tâm cao ngạo, đủ thứ tâm, cho nên tâm phải nó không nhất định, tùy theo mình tiếp xúc cái gì để hàng ngày nó vun tập, nó biểu lộ tâm. Cho nên Đức Phật nói tâm không có nơi chốn mà nó ở, tùy theo cái đối cảnh mà nó biểu hiện để chúng ta nhận thức. Vì vậy mà kinh Pháp Cú ngay câu đầu của kinh Pháp Cú, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư trong sạch, thiện nghiệp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Nhưng ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, khổ nghiệp sẽ theo ta như con vật kéo xe. Tâm mình làm chủ tất cả và tạo tác tất cả. Nhưng nếu mình có chánh niệm thì mình tạo tác cái tâm đó, mình tạo tác cái việc đó, lời nói đó, hành động đó bằng cái tâm trong sạch, thì cái thiện lành nó theo mình. Thí dụ đó, cả mấy tháng trước chùa thông báo có khóa tu thì quý vị khởi tâm muốn đi, phải không? Cho nên mới ghi danh. Tâm làm chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm hay là trong sạch thì mình khởi tâm trong sạch. Cho nên việc làm của chúng ta là từ cái kết, từ mở đầu cho đến kết, khởi tâm, phát tâm. Thầy khởi tâm làm chùa, khởi tâm tổ chức khóa tu, mình phát tâm muốn đi tham dự, phải không? Cho nên tâm có phát thì phải giữ tâm. Lý do là mình lui sụp và mình không trì được cái tâm mà mình đã phát. Cho nên tâm nào mình khởi lên thì nhớ giữ cái tâm. Thì trong này có một vị Bồ Tát tên là Minh Vọng, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay lễ Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con tối tâm có điều không hiểu rõ, xin Ngài rủ lòng thương cho phép con với dân thương. Muốn hỏi Phật thì xin thưa trước. Thì giống giống mình thôi. May I have a question? Và thậm chí mình muốn giúp người ta, mình cũng phải hỏi cho mình, nói cho người ta biết. May I help? Chứ không phải mình tự động người ta mình giúp. Mình muốn giúp thì phải hỏi người ta cho không. Tại vì người ta cho thì cái sự giúp mình có lợi ích. Hỏi mà mình thưa hỏi, cho nên hỏi là phải thưa, cho nên gọi là thưa hỏi. Đức Phật nói, ông có điều gì nghi ngờ muốn hỏi thì cứ nêu bày, Như Lai sẽ giải thích rõ để ông được vui lòng. Đức Phật cho phép, Bồ Tát Minh Vọng liền thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hào quang rực rỡ nơi thân của Như Lai thật khó có, sáng gấp trăm ngàn ức lần ánh sáng mặt trời, tôn nhan của Ngài oai nghiêm không ai sánh kịp, từ loài cao nhất cho đến loài hạ đẳng cùng cực, không ai có thể chiêm ngưỡng, không ai có thể chiêm ngưỡng kỹ càng được sự tu hành của Ngài, cũng không thể, không ai có thể suy lường. Con lại nghĩ, người nào được thấy oai tướng của bậc chí nhân và tư duy quán xét về công hạnh của Ngài, đều nhờ oai thần gia hộ của Phật, làm cho việc gì cũng được hoàn toàn, được an lạc. Ở đây là trước khi đó ông Bồ Tát Đức Phật khen cái tướng hảo của Phật, ánh sáng của Đức Phật. Đức Phật nói đúng như ông nói, người nào thấy thân của Như Lai chắc chắn đạt chí nhân nguyện, đạt được chí nguyện, và người hỏi cũng thế. Như vậy này Phạm Vọng, này Minh Vọng, Thế Tôn có ánh sáng tên là Tịch Nhiên Ngôn Sự, chúng sinh nào thấy ánh sáng này, tức là thấy được Như Lai, xem xét các hình sắc bằng nhãn căn sáng suốt thấu rõ, chưa từng tồn tại. Thưa đại chúng, ở đây khi nói khen Như Lai, theo lịch sử thì mình nói khen là Đức Phật của mình, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng tất cả vị nào mà tu được thành Phật hay là được cái sự giác ngộ thì đều có cái công ánh sáng giống nhau. Cho Đức Phật nào cũng có đủ 10 hiệu giống nhau. Ở đây một khóa tu này, người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ, người có học, người ít học, đều nếu tu tập đúng mức đều có ánh sáng giống nhau và đều có khả năng giống nhau. Đó là gì? Ánh sáng của Tịch Nhiên Ngôn Sự.
Lời nói và việc làm đều vắng lặng. Chữ tịch là vắng lặng. Chữ tịch nhiên, ngôn sự là ngôn là lời nói, sự là việc làm. Lời nói và việc làm đều đi đến chỗ vắng lặng. Ủa sao kỳ vậy? Nói mà kêu vắng lặng, làm mà kêu vắng lặng. Lời nói của mình không tổn hại đến người khác, việc làm của mình không làm tổn hại người khác. Có khi không hại nhưng mà tổn thương. Có nhiều khi người đó không chết, nhưng mà nghe xong người ta đau lòng, mình làm xong người ta đau lòng, thì cái đau lòng là tổn thương thôi. Mà đi đứa đứa thì người ta cái chết thì là hại. Phải không? Cho nên nhiều khi trong lời nói hàng ngày, cái chữ vắng lặng của nhà Phật nó hay lắm. Có một vị thiền sư ở Việt Nam mình, ngài tên là Thường Chiếu. Chiếu là sao? Chiếu là soi. Mà cái Thường Chiếu là cái ánh sáng này nó soi mãi. Nhưng mà lại còn có một cái hay là tịch chiếu. Tịch là vắng lặng. Thì theo mình hiểu là vắng lặng là phải tối tăm. Không. Cái chỗ vắng lặng mà nó vẫn chiếu. Phó và ví dụ, hôm nào mình ngồi thiền ở nhà mình tắt hết đèn, tối không? Nhưng mà cái người ngồi trong bóng tối đó tâm tỉnh giác không? Cái đó gọi là tịch chiếu. Trong cuộc sống này, nhiều người trong cuộc sống tối tâm đầy dẫy phiền não, nhưng mình không có khởi phiền não theo những chuyện đó, mà mình đủ khả năng soi chiếu mọi vấn đề. Cái này cũng gọi là tịch chiếu. Tịch mà thường chiếu, trong vắng lặng mà vẫn tỏ sáng. Có nhiều khi mình ở trong một đại chúng, mình giữ im lặng, không nói gì hết, nhưng không có nghĩa là mình không biết gì, hay là không hợp tác, hay là không làm gì, mà chúng ta đang có mặt một cách nhẹ nhàng. Nhiều khi á, có những khi mình xuất hiện chỗ đó mình không nói gì hết, nhưng mà sự có mặt của mình làm cho mọi người vui vẻ hạnh phúc. Cho nên đám cưới ta hay nói câu sự có mặt, sự hiện diện của anh, của chị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Tại vì mình mời một ai tới hết, phải không? Bây giờ chỉ một người tới, hai người tới, mời trăm người tới thì tự nhiên đâu cần nói gì đâu. Sự có mặt của mình đã nói lên được rằng gia đình này đã có kết giao với mọi người như thế nào. Mà ngày hôm nay có chuyện vui, mọi người đều có mặt. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, không phải chúng ta lúc nào cũng rần rần. Như hồi nãy quý vị tập hợp ở đây, ngồi thiền 10 phút, 15 phút, im phăng phắc. Nhưng mà trong cái phăng phắc đó thì sao? Mọi người đều đang có mặt tỉnh giác trong đó. Cho nên tịch chiếu là vắng lặng mà không có mê mờ. Cho nên bất cứ ngôn từ nào, hành động nào của chúng ta có chánh niệm, thì việc làm nó dù rất nhẹ nhưng nó vẫn tỏ sáng. Cái sự việc đó vẫn thành tựu và yên lặng. Phong vào ví dụ khác, trong khi chúng ta ngồi đây, có những người đang âm thầm ở phía sau bếp cực nhọc nấu ăn, thì các vị đó là gì nè? Ngôn sự tịnh nhiên đó. Hồi sáng này Phong Hòa được biết, khuya hôm qua có vài bác lớn tuổi luộc bún, rồi có vài Phật tử trẻ thấy ra thấy mấy bác làm cực quá, ra phụ quý bác cho tới 2-3 giờ sáng, chỉ luộc một món bún thôi. Mà quý vị biết thả bún vô thì nó nhẹ, mà tới hồi uống nó nở, nó nặng, phải mấy bác làm sao uống được những cái thao bún. Mà các vị, lúc đó mọi người đang gì? Tịch tịch trên giường. Nhưng mà ở dưới bếp có những người, người ta đang làm gì? Tịch sự ngôn, tịch nhiên ngôn sự. Ta không nói gì cả, người ta chỉ giữ im lặng và hành động. Cho nhiều khi á, mình không cần nói gì, chỉ im lặng nhẹ nhàng mà làm việc. Cho nên Phong Hòa mới nói câu: đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Đâu phải mình nói nhiều là hay, mà nói nhiều nó ồn, mà nhất là nói những chuyện không cần thiết là càng ồn dữ, mà nói những chuyện không đúng nữa. Đi vô khóa tu rồi mình hiểu bà kia chi, chị hay hay đứa nó mới đánh lộn.
chị biết hai đứa nó mới bỏ nhau, ví dụ mấy chuyện đó. Việc đó nếu mình thương người làm, trong khóa tu này mình phải giữ sự tĩnh lặng tu tập và hồi hướng cho vợ chồng, để hai vợ chồng đó hàn gắn thương yêu. Nhiều khi cha mẹ sống chung nhà với con cái, thấy con cái nghi ngộ không dám nói gì, tàn rễ với ông dâu, tàn rễ với lại con gái ruột, hay là ngược lại là con gái, con dâu và con trai, mình nói cái gì ra nó cũng khó lắm. Cho nên thôi hai đứa nó mà nó gây cái mình đi vô phòng làm gì vậy, tịch nhiên ngôn sự. Chỗ nào người ta đang gây gỗ mà thêm một lời nói của mình là thêm chuyện. Nhiều khi quý vị đồng ý như vậy, tại vì mình nói vô, nếu mình không đủ trách nhiệm mình nói thôi hướng chuyện đó, thấy chưa, vừa sáng mắt chưa. Này đâu nói gì đâu, sau cái bắt đầu nó ra một trận, nó sao bắt mắt, tôi đâu có nói gì đâu, tôi chỉ hỏi nó sáng mắt chưa. Nhưng mà cái câu nói của mình nghe nó chua lắm. Vừa lòng mày chưa? Mày không nghe lời tao. Thấy không? Rồi cơ khi mình không nói, nhưng mình đập, mình phá, mình dằn mắm, mình đóng cửa, khó chịu. Cho nên cái tu tập của mình nó nhiều khi mỏ chuông mình cũng thỉnh đều đều, nhưng mà đụng chuyện thì chén bay, dĩa bay, cửa đóng nó vẫn đều đều. Sẵn đây cũng vào trả lời câu hỏi luôn. Hồi sáng mới có câu hỏi đây. Thầy ơi, con tụng kinh Pháp Hoa mỗi ngày, trì chú Đại Bi mỗi ngày, mà lỗi lần tụng là ông chồng con la, mà thầy chỉ cho con làm sao để con đừng có nóng nảy. Nói xong có trả lời liền, biết lý do nào chồng rầy, mình tu mình chưa chuyển hóa được sân si, thì ông thấy rằng mình tụng kinh nhiều, mình y chang, tôi tu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Chuông với mỏ nó đều đều vang vọng. Khi sân lên thì tôi cũng nghĩa là đều đặn, cho nên mình muốn chuyển hóa người thân của mình. Khi họ chưa đồng tình chuyện tu của mình thì phải thể hiện cái tu của mình cho nó đúng, cho nó hay. Tụng Pháp Hoa cũng cần nói nghĩa sâu, nói đơn giản cái tựa thôi. Pháp Hoa là kinh diệu pháp Liên Hoa, mà Liên Hoa là một loài hoa không có nhiễm bụi, ở trong bụng mà không nhiễm. Đã nói nó cái chuyện đơn giản một chữ đó thôi, chứ chưa giải thích cái gì sâu sắc về kinh Pháp Hoa cả. Diệu pháp Liên Hoa, một đóa hoa sen vượt khỏi bụng một cách rất màu nhiệm. Nó màu nhiệm ở cái chỗ là ở trong bụng mà nó lại có hoa. Nó màu nhiệm ở cái chỗ mà chúng ta sống trong trần tục mỗi ngày, nhưng mà chúng ta đã được nhẹ nhàng với tất cả mọi cái. Cho quý vị vô trong hạng không sợ là ở chỗ mà là mấy cái chỗ mà dễ nổi sân nhất, tiệm nail nè, tiệm tóc nè, không? Nhất là cái chỗ nào mà hãng xử còn có khách vô nhà hàng, dễ nổi sân nổi giận, sân lạnh cũng có, giành giật cũng có. Vậy thì mình tu tập đó, mình đừng không cần phô trương gì cả, tôi đi chùa như thế nào, tôi cúng chùa như thế nào, mình thể hiện cái ngôn sự của mình một cách tự nhiên. Tới phiên thì mình hưởng, chẳng phiên thì chẳng giận. Quý vị có nghe ai mà giành vãng sanh không? Mà tới giờ là vãng đó. Còn có sanh hay không em không biết à. Vãng là qua một chỗ khác, sanh là một đời sống gọi là vãng sanh. Mình đang ở cái chỗ sân si mà bây giờ đang gây gỗ mày, mình bước vô phòng đó thôi, ở ngoài nó ồn quá thôi, để tôi vô đây vãng sanh rồi. Chữ vãng là qua tới, chữ sanh là một cuộc sống. Vãng sanh là mình đã qua tới một cái cuộc sống khác đi. Nếu mà ở ngoài đó là mình không vãng sanh đâu, phải không? Mà mình cuối cùng phải quyết định chân ngôn tôi hay bà. Cho nên vãng sanh, mình nóng quá, mình ở đây một hồi là có chuyện, đi lên phòng đi, đóng cửa lại đi, hít thở cho sâu, để cho chuyển hóa cái tâm sân của mình cho nó lắng xuống.
vãng sanh. Vãng sanh xong rồi bắt đầu mình đi xuống, vẫn mình vẫn có quyền bày tỏ những cái điều mình không thích, nhưng bây giờ ngôn từ của mình nó sẽ khác hơn, nó sẽ sâu lắng hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình không có phải là không có quyền được nói những điều mình không đồng, nhưng đừng nói khi mình chưa có nhẹ nhàng. Vậy thì ánh sáng đó nó không phải phát ra bằng những hào quang, mà ở hành động, ở ngôn từ người ta nhận ra mình có ánh sáng. Tịnh nhiên ngôn sự. Vậy việc này đâu phải việc của Như Lai, mà sở dĩ Như Lai có là tại Như Lai có tu, Như Lai có. Cũng giống như chuyện làm giàu phải chuyện của cái người đó. Muốn làm giàu thì ai cũng có thể, nhưng mà quan trọng là phước của mỗi người, duyên của mỗi người và sự chi phí của mỗi người. Mình không có giàu như người ta, nhưng mình biết để dành tiền thì mình cũng khác, chứ không phải là giàu mà khác, có dư chút. Còn mình không giàu như người ta mà xài hơn người ta nữa, thì cái này đổi lại nó thành khá, nó là khá nghèo. Cũng khá mà khá nghèo, không phải nghèo thường thôi nha, khá nghèo. Tức là mình không giàu như người ta, mình xài hơn người ta nữa sao được. Cho nên người xưa dạy, có phước thì làm quan, có gan thì làm giàu. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cái người mà người ta làm tỷ phú, triệu phú, có thể phước phần người ta gọi là trời cho. Nhưng mà ở đây mình chỉ dám nói tới tiểu phú thôi, nghĩa là mình có dư giả tiền bạc phần nào đó do mình cần kiệm quy sân. Nếu nói sân, ai có sân? Thầy chùa có sân không? Nhiều khi sân còn hơn nữa. Nói đúng vậy đó. Nhưng ở cái chỗ khác là mình nhận ra nó để mình làm cho nó cũng được tu tập thôi, chứ ai mà không có sân. Vì con người là có tham, có sân, có si. Ai mà không tham? Nhưng mà mình biết chuyển cái đối tượng của tham, và mình chuyển cái tham thành ra cái biết đủ. Cho nên biết đủ là quý, không cần không tham. Không tham là không đúng, biết đủ thôi. Thí dụ xưa mình tham ăn, thấy nó ngon ăn cố mà quên cái bao tử, ăn xong bệnh, giờ thôi tập biết đủ. Biết đủ là ăn vừa no khỏe. Tại vì thường bây giờ lớn tuổi, ăn nhiều thì ăn nhiều chừng nào thì cái bao tử mình nó rỉ xuống, ăn xong lờ đờ thấy được. Hỏi sao vậy? Cái dây mí mắt nó liên hệ với dây bao tử. Cái bao tử nặng chừng nào kéo mí xuống lẹ. Hồi xưa còn trẻ, mình burn calorie đó rất là nhanh, cho nên ăn bánh ngọt, ăn cơm cũng xong hết. Giờ lớn tuổi rồi mình giảm tinh bột bớt, ăn rau nhiều, ví dụ vậy. Tức là tự mình, chứ còn không tham được. Đổi đối tượng tham. Hồi xưa tham ăn cơm, giờ tham ăn rau. Còn nếu mà tham ăn cơm thì cũng sẽ có cái tham kế tiếp là tham uống thuốc. Hỏi ăn đi rượu thuốc, hệ lụy nó còn mạnh. Khi mình không tu tập lâu ngày, nó thành một cái nghiệp xấu rồi. Cái này nó vừa có mặt, cái hệ lụy nó có mặt. Giống như mình vừa ăn xong là đi kiếm thuốc uống, mà bữa nào mà thuốc thiếu một cái thôi là người mình đó xuống dốc. Mà người ta nhiều khi có nhiều người chết vì lấy thuốc không kịp, uống thuốc không kịp. Xăng đổ vô thì chạy liền, uống thuốc vô đợi nó thấm. Vừa thấm tới mình cũng tắt đi rồi. Cho nên thưa đại chúng, việc có một ánh sáng gọi là tịnh nhiên ngôn sự là chuyện của mình đó, mình có thể làm. Ánh sáng thứ hai, hồi nãy vừa nói tuệ giác biểu hiện. Mình có trí tuệ, có tuệ giác thì cái đó nó biểu lộ, nó biểu hiện. Người có ngôn tịnh nhiên, có sự tịnh nhiên thì lời nói hành động nó biểu lộ. Cái thứ hai, cho nên làm cái người mà có ánh sáng đó thì người nào nhìn thấy ánh sáng này tức là thấy được Như Lai. Xem hình sắc bằng nhãn căn sáng suốt thấu rộng. Người ta nhìn mình, người ta cảm nhận được một cái gì đó nhẹ nhàng, quý báu. Lại có ánh sáng tên là biện tài vô úy. Người nào thấy được ánh sáng này có thể thưa hỏi Đức Như Lai những điều khó hiểu.
Biện tài là gì? Là cái tài năng giải biện, hùng biện một cách rất là hay mà không có sợ. Pháp Hòa ví dụ, mình biết làm cái món đó, cái việc đó, người ta hỏi tại sao phải làm vậy, mình giải thích được liền. Vì sao? Vì mình làm việc gì của mình làm mà mình biết mình đang làm việc đó. Ví dụ, không phải ví dụ thôi, mình là kho khổ qua kho, bí đao kho, thì cái món bí đao và món khổ qua không bóc hột, để nguyên cái trái đó rồi cắt nó ra từng khúc, rồi mình đem đi chiên với lại dầu, mình deep fry, chiên dầu ngập. Tại sao không lấy hột? Tại vì khi mình lấy hột ra, mình kho hay mình chiên á, nó xẹp, nó xèo cái món bí và món khổ qua đó, kho nó bị bấy. Cho nên mình để nguyên cái hột đó, và đồng thời hột khổ qua ăn nó có vị thuốc. Cho nên mình để nguyên cái khúc khổ qua đó, mình chiên xong rồi mình đem mình xả nước xong, cho nó trôi cái dầu này mình chiên đi. Bây giờ nó chỉ được cái mình đã chiên khổ qua, kho nó ngon mà không bị bở. Tại mình để sống kho nó bở, để chiên cho nó săn cái thịt lại và không bể. Một cái việc rất nhỏ là chiên khổ qua không, chiên bí đao không. Mà bí đao là không sắc mỏng, sắc cho dày chút để dễ nó, cái bí là nó dễ bấy. Và mình bóc hộp nữa là còn bấy nữa, mà không chiên nó còn nhầy nữa. Đó, cho nên để nguyên hộp cắt hơi dày và đem chiên xong rồi xả nước. Ta thấy mình làm việc lạ, chiên đã rồi xả nước, phải không? Nhưng mình có lý do đó. Thì khi người ta hỏi tại sao phải rửa nước, tại sao phải để hộp, tại sao phải sắc dày, nói được liền. Mình kho mít non, ở đây chợ Hàn Quốc nhiều lắm, mà chợ Hàn Quốc thường có bán mít non. Quý vị kho mít non, sắc mít non dày lên rồi, chiên xong rồi, để mít non lót xả, xả cắt ra rồi sắc khúc đập đập để lót đấy nào. Rồi để mít lên rồi, để vô đó một lon rút bia. Cô có gì xá xị? Lon rút bia. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, thứ nhất, root beer sẽ làm cho đỏ mít rất đẹp. Cái gas của root beer sẽ làm cho mềm mít. Cái nước ngọt của root beer khỏi để đường nữa. Chỉ một lon root beer giải quyết được ba vấn đề của làm mít kho. Chỉ cần dặn tí muối, không để nước tương, nước tương nó bị chua. Thí dụ vậy. Thì mình làm việc gì, mình biết cái việc đó, mình giải được cái chỗ. Khi thầm cái dùi chuông lên thỉnh chuông, khi vừa cầm cái dùi lên thì cái người thỉnh chuông phải ngó cái dùi cái. Quý vị thấy cái lằn chỉ may cái miếng nhựa đây không? Nhưng nếu mình không nhìn nó mà mình cầm cái dùi chuông tới mình thỉnh đại, thì nếu như mà gặp cái đường chỉ này nó cứ bon bon vô cái miệng chuông này chừng vài lần thì nó sẽ đứt chỉ. Và chuông chùa đứt chỉ không có ai may. Tại vì ở ngoài nó cũng có câu ăn áo ăn sức chỉ mẹ già chưa thông. Áo ăn sức chỉ đã lâu, phải không? Mới mượn cô ấy về không cho dùng. Bây giờ mình cầm cái dùi chuông lên, mình nhìn cái dùi chuông nó có cái đường chỉ này, thì mình lật ngược nó lại đối diện với mình, và mình chỉ thỉnh ở cái chỗ khác thôi. Và khi mình biết thỉnh chuông, chẳng những biết thỉnh chuông mà mình phải nhìn cái độ chuông. Nếu nó ở cái bàn ngang tầm với mình, nó ở cái chỗ cao hơn mình, hay nó nằm ở cái chỗ thấp hơn mình, thì cái dùi mình, cái dùi chuông mình phải đưa như thế nào để phát ra tiếng chuông. Thí dụ nó thấp hơn, mình nói tôi học cái nguyên tắc thỉnh chuông là đưa cái dùi thỉnh dậy. Nhưng nếu cái chuông nó để đang để dưới đó, không lẽ anh nằm xuống, bò xuống là đưa cái dùi lên,
Hỏi là làm gì? Tôi nằm để thỉnh chuông. Hỏi sao vậy? Để thành khẩn khi thỉnh chuông. Nếu cái chuông nó ở dưới thấp, anh đứng cao hơn nó, thì anh dỡ cái chuông lên, anh phát tiếng. Nếu nó ngang tầm với anh, thì anh thỉnh như thế này để cái phát chuông. Nó cao hơn anh, anh đưa dùi. Nó bằng anh, cầm dùi. Chỉ cái chuyện thỉnh chuông thôi. Nhưng mà nếu người không biết, cứ theo nguyên tắc là cầm chuông, gõ, đúng nghĩa là gõ chuông, chợ đó phát cái tiếng là được rồi. Nhưng cái tiếng chuông là tiếng chuông tỉnh thức. Make sure là chắc chắn người nghe chuông phải tỉnh thức. Trời ơi, ông thỉnh cái tiếng chuông tôi muốn nghỉ tu. Tôi nói lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Mà dư ta lắng lòng nghe. Tiếng chuông chóp chép. Thỉnh chuông như thế nào mà người nghe người ta hạnh phúc? Người nghe mà người ta lắng lòng. Tại vì có rất nhiều người đã tỉnh thức nhờ tiếng chuông. Ngày xưa thi sĩ Chu Mạnh Trinh, ông cũng đã tỉnh thức nhờ tiếng chuông. Khi ông đi ra, ông đi hành hương ở chùa, bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cuốn trái, lững lơ khe yếm cán nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kinh. Tiếng chày kinh là tiếng chuông đó. Khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Thỉnh tiếng chuông mà làm cho khách giang hồ, khách tan hải phải giật mình trong giấc mộng. Người ta đi ngang tiếng chuông chùa, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Sớm trống tối chuông thức tỉnh khách trần trong cõi mộng, đêm kinh ngày kệ dục lòng người tụng giữa sông mê. Ngày xưa sư ông Thanh Tử đi cúng thất cho người bác mà nghe tiếng chuông chùa mà tỉnh thức. Năm ngày 9 tuổi, ngài làm bài thơ. Quý vị nhớ bài thơ: chuông chùa văng vẳng tiếng bi ai, đó khách nhàn đấy khách nhàn du đó khách tài. Mà ngài tiếng chuông đó đã để lưu lại trong lòng. Cho nên người thỉnh chuông thỉnh mõ trong chùa quan trọng. Không phải là mình biết thỉnh vô ba ra bốn đại khái vậy. Cái đó chỉ là cái chuyện khai và kết. Cái quan trọng là anh trì chuông, anh trì mõ, giữ tiếng mõ, giữ tiếng chuông, làm sao cho người tụng hạnh phúc. Tụng xuống trời có đánh cài giật cũng chết. Tôi tụng không nổi. Cũng là thỉnh mõ, nhưng mà thỉnh xuống tôi nói anh em thỉnh mõ cài giật. Cho nên đại chúng để ý cái biện tài á, nghĩa là mình nói hay. Cái biện tài của vấn đề là chúng ta hiểu việc chúng ta làm. Mình hiểu việc mình làm thì mình nói, dù cái chuyện đó người ta không đồng tình, đồng tình nhưng mình rõ ràng lắm. Nhiều khi á, người ta không hiểu, mình nói họ ta, mình đưa người ta vào không được, mê. Tại mình hiểu theo kiểu mê mà. Ví dụ nói nhớ thỉnh Phật về thờ, Phật phù hộ cho mạnh giỏi, làm ăn phát tài. Nó thờ hoài nó không phát tài, nó không mạnh mà nó cũng giỏi. Đi kiếm mình đó. Mạnh giỏi chỉ là chuyện phụ. Anh có tu tập là tự động gia đình anh sẽ mạnh giỏi. Đại ý là, cho nên người mà có được cái biện tài vô ý, chịu vô ý là không có sợ hãi. Người nào thấy được ánh sáng này thì sự thưa hỏi không khó khăn. Có nhiều khi mình chơi với bạn gần một người thầy có đủ cái khả năng biện thuyết làm cho mình nhẹ lòng, nhẹ nhàng,
Hai cái em đó nó muốn thờ mẹ, nhưng mà giờ đó nó nhà đó không có chỗ. Nó chỉ còn một chỗ duy nhất là một cái góc đó, nhìn qua cái góc tường bên kia là một cái nhà vệ sinh. Được không? Nếu mình nói không, vậy tội nghiệp má mình đó, thì nó sao thờ? Không sao. Nhà du được cái chỗ nào, du thờ má du chỗ. Tại vì quan trọng là sự tưởng niệm. Má du cũng thông cảm. Mà xin thưa đại chúng, mình ở đâu, cái góc nhà của mình như thế nào, nói nôm na là cái ổ của mình đó, nó như thế nào, thì mình phụng thờ theo cái hoàn cảnh của mình. Tại vì ở đây, nếu trường hợp đó không nhang không đèn, bằng sự tưởng niệm. Tại vì cúng Phật có 6 cách cúng mà, có 6 món có thể bày lên cúng: đèn, hương, trái cây, nước, cái gì nữa, hoa, và sự kính thờ tưởng niệm tri ân học hạnh. Cái cuối cùng này quan trọng, năm cái kia có tiền nhiều ít thôi, hoặc không có khả năng, không có hoàn cảnh, nhưng mà cái chuyện ứng dụng lời Phật dạy ai cũng có khả năng làm được. Tôn trọng giáo pháp, ứng dụng giáo pháp làm được. Thôi thì sáng hôm nay mình mở đầu buổi nói chuyện bằng cái sự tu tập và dựa theo cái chủ đề biểu hiện tuệ giác. Thì Pháp Hòa xin thưa là nếu chúng ta có được ánh sáng của tu tập thì nó vẫn tỏ ra, nó vẫn nhẹ nhàng đi ra. Nó không phải là những ánh đèn mà người ta cảm nhận nó là một ánh sáng vô. Cho nên thưa đại chúng, tại sao gọi là hào quang? Hào là gì? Chữ hào là rất nhuyễn. Chữ hào là rất nhuyễn, ánh sáng rất nhuyễn, mà không phải chúng ta. Ngày nay chúng ta thấy trên mặt Phật mà có những cái hào quang tới thế là người ta làm, tại vì ta nói hào quang người ta phải làm một cái ánh đèn nào đó để mình nhận thôi. Chứ còn thật nghĩa của chữ hào quang là những ánh sáng rất nhuyễn và nhỏ tỏa ra, mà chỉ có cái người cùng tu tập, cùng quán lặng, hay là trong cái cơn cột tôn cùng người ta nhận diện. Thí dụ như có những người người ta tươi mát, mình nhìn thấy họ rất tươi mát, họ đâu có nói gì đâu, nhưng mà tại sao họ tỏ ra được ánh tươi. Nhưng cũng có những người khổ đau, mình nhìn ra được người này đang rất đau khổ. Nó có cái hình đặc thù. Đức Thế Tôn là người có tất cả mà Ngài dám bỏ, còn chúng con là những người không có gì hết mà không dám bỏ gì hết. Thực sự ra nếu mình nhìn kỹ, cái mình có cũng không chắc nữa. Thậm chí những cái hiện bây giờ như là xe mình chạy, nhà mình ở, mình trả chưa ớt, cũng của nhà băng chứ không phải của mình. Vậy thì Đức Phật là người đã thắng được một cái đầu tiên nhất mà chúng ta khó thắng là vật chất. Nói về sự ăn uống, Ngài ăn ngon, nhưng mà Ngài chấp nhận là người ăn xin. Ngài mặc đẹp, nhưng mà cuối cùng là chấp nhận là một người đạo sĩ. Có phải không? Cho nên mình bây giờ mình cũng theo gót chân Ngài, mà nhưng mà nhiều khi mình đơn giản ở hình tướng không, chứ còn cũng chưa thật sự. Cho nên nếu mà cái gì chúng ta đơn giản được, không cần thiết, đó là cái hạnh phúc, đó là cái nhẹ nhàng. Cái điều thứ hai, khi mà Ngài thấy được 4 cảnh khổ, đúng ra là 3: già, bệnh, chết. Rồi đến khi Ngài thấy cái người thứ tư, đó là một vị xuất gia, một vị Bà La Môn, một vị Sa Môn, Ngài mới quyết định Ngài về hoàng cung. Nhưng mà cái tâm Ngài nuôi dưỡng cái tình ảnh của người tu đó. Mà thưa đại chúng, lúc đó Ngài đã có gia đình rồi, có công chúa Gia Du Đà La rồi, có con trai là La Hầu La rồi, bỏ đi tu khó quá. Cho nên trong
chuyện kể cái đêm đó Ngài ra vô tới mấy lần, cái tình cảnh đó diễn đạt lên cái tâm trạng thật của một con người. Cho nên chúng ta nhìn Đức Phật là một con người bình thường như vậy. Ngài sanh ra trong một cái đời sống của một con người, nhưng mà chính Ngài vượt được cái đó. Trước hết là vượt vật chất, kế đến là gì nữa? Tình cảm. Sau một đêm say sưa, Ngài nhìn thấy cung phi mỹ nữ bắt đầu mặt mày mệt mỏi nằm la liệt ngủ, rồi lớp phấn son theo mồ hôi nó chảy, tại vì lúc đó không có face cleaner. Rồi Ngài nhìn, Ngài thấy giống như là để đó, con người vậy đó. Hồi nãy gọi là cài trong giấc ngọc, nhưng mà sau một cơn nhảy múa say xỉn thì mọi người rã rưởi đó. Ngài thấy cái cảnh, Ngài thấy ngán ngẩm. Giờ này khi mà gặp những cái cảnh khổ ngoài kia, Ngài hỏi sao nào? Già, bệnh, chết. Cho nên đêm đó Ngài từ giả công chúa Gia Du Đà La, Ngài đi vén màn lên nhìn vợ của mình nằm ngủ với con, ra vô mấy lần rồi cuối cùng mới đi được. Khi mà Ngài ra, Ngài gặp Sa Nạc, giật Sa Nạc dậy. Sa Nạc giữa đêm khuya, trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thì Ngài mới đáp: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Hồi xưa nó có cái tuồng vọng cổ Thích Ca Tầm Đạo, lúc đó Ngài mới có những cái câu nói như vậy. Có hòa nhớ lúc đó Sa Nạc, hình như cái câu vọng cổ đó uống cà ôn hẳn hay. Thì Sa Nạc mới nói: mái này cách biệt người khổ, tự biệt sao đành để cách ly. Ta hẹn ngày về khi thấy đạo giải thoát chúng sanh mọi khổ sầu. Thà là tử biệt chứ sao để sanh linh. Mai này cách biệt muôn người khổ, tử biệt sao đành để sanh linh. Nhưng mà Ngài hẹn, Ngài về khi thấy đạo. Cho nên cái mà cái điều thứ hai mà Ngài có thể giúp được đó là tình cảm. Mình bây giờ khó lắm. Giờ mình đi tu, ví dụ như con còn nhỏ, mình chưa làm tròn bổn phận, mình vô tu. Rồi cái thì mình thấy mấy đứa nhỏ lẩm đẩm mà nó vô chùa, cái trong bụng mình nghĩ con tu cũng cỡ này. Rồi thậm chí vô chùa mình nấu ăn cho đại chúng, cái đôi lúc cũng chạnh lòng: trời ơi, mình vô đây mình cúng dường nấu ăn cho đại chúng, còn con mình ở nhà nheo nhóc mình không lo. Mình tưởng nó cũng có những cái nó ảnh hưởng cái tâm. Cho nên cái thứ hai mà Ngài bỏ được, Ngài thắng được Ngài đó là gì? Thứ nhất là vật chất của cải, tài sản, địa vị. Thứ hai là gì? Tình cảm. Khi mà Ngài vượt hoàng cung, đi đến dòng sông Anoma để Ngài cạo bỏ râu tóc, đổi cái chiếc áo vương tử để đổi với cái ông thợ xây, rồi đi tầm đạo.
Và trong suốt thời gian Ngài đi tầm đạo đó, Ngài cũng lặn lội khắp đó đây, học hỏi với các vị thầy. Thậm chí các vị kia thấy được cái tài năng của Ngài, cái sự tu hành của Ngài, và các vị đó thua. Mặc dù đầu tiên mình làm thầy, nhưng cuối cùng người đệ tử này có cái chỗ chứng đắc cao tột hơn mình. Các vị đó xin thái tử thế các vị đó tiếp tục, nhưng mà Ngài không có nhận. Vì Ngài thấy cái này chưa phải là chỗ mình muốn. Cho nên Ngài quyết định, Ngài 6 năm khổ hạnh để tìm ra cho một cái phương pháp cho chính mình. Bây giờ mình có thể vượt được tiền của, vượt được tình cảm, tầm thầy học đạo à, rồi mình có đủ gọi là đạo lực để mình khổ hạnh. Ngày xưa Ngài lên rừng 6 năm khổ hạnh. Bây giờ chúng ta nói là khổ hạnh, nhưng mà thiệt sự cái khổ hạnh của mình so với cái khổ hạnh của Ngài có bằng không? Không bằng. Cho nên vừa rồi mấy Phật tử nói, trời ơi tội nghiệp thầy, buôn ba đi hết chỗ này chỗ kia, nó có hoạch không? Coi vậy chứ cái buôn ba của mình không bằng buôn ba của Phật. Mình bây giờ đi toàn máy bay, xuống máy bay có người rước, phải không? Thành thử ra còn Đức Phật ngày xưa đi bộ, đi bộ rồi tới giờ ăn là đi khất thực, chứ đâu có ai nấu sẵn cho ăn. Sáng là bún Huế, mai bún Quảng, mình sướng hơn rồi. Phật ngày xưa ai cho ăn kiểu đó, tới giờ ăn là ôm bát đi ra đường. Rồi bây giờ mình nhìn các tổ tu ngày xưa phải cực khổ, thậm chí cái thời trước làm nhang bán, làm chao bán, làm tương bán, làm bột giặt. Quý vị biết bột giặt hai con thiên nga hồi xưa Việt Nam ấy, đó là cái bột giặt của nhà chùa, do một hòa thượng cái thời đó khi kinh tế khó khăn, Ngài đã tạo cái phương pháp làm ra bột giặt để cho tăng chúng trong chùa làm bột giặt bán để kiếm tiền sẵn. Quý vị biết Tàu Chỉ Yểu Lá Bồ Đề không? Cũng là nhà chùa ra. Có những ngôi chùa ở Long Thành thời khó khăn trồng hai thứ, một bên trồng một cây điều để lấy bột điều, một bên trồng tiêu, tiêu điều. Vậy mà giờ chùa lên bán tiêu, tiêu điều mà chùa. Bây giờ mình phục vụ đại chúng có một chút mình lên muốn chết. Trời ơi công quả có ngày về ngủ một tuần. Tới đại chúng mà có quà, nghĩa là đi khắp nơi vậy không, về tới nhà là cũng đâu có nguyên tưởng ồ mình hết chuyến đi này mình về mình được nghỉ. Dạ không, về biết bao nhiêu việc chùa mình phải giải quyết. Cho nên đi cũng phải làm việc, ở nhà cũng phải làm việc, cho nên không có ngơi nghỉ. Nhưng mà thật sự ra mình bây giờ mình nói mình cực khổ, chứ cái cực khổ mình chẳng là gì so với cái khổ của ngày trước. Mình bây giờ muốn tắm, mở nước nóng ra là có tắm rồi. Chỉ lâu lâu mở hoài nóng lên. Giờ như ở trong phòng em ấy, mở hoài cái tắm cũng khó. Thôi vô đại chứ sao. Thưa đại chúng là hồi xưa ở trên núi đó, ở bên Trung Hoa đó, các thầy tu trên núi đó, trời lạnh lắm, cho nên không có cần phải tắm thường. Vì không có tắm thường cho nên
cái quần áo mình mặc trên trong đó phải đủ ấm, và thậm chí mình có ra mồ hôi rồi do ẩm ướt rẹp nó dễ xanh. Pháp Hòa đi lên tận núi Ngũ Đài Sơn vào một cái mùa đông mà Pháp Hòa đã hồi nhỏ mình học trong luật á, trong luật nói á là mùa đông á rẹp nó xanh thì phải bắt những con rẹp bỏ trong bóng tre rồi cạo mồ hôi nuôi nó. Rồi mình đọc cái chỗ đó mình tưởng tượng được khi mà lên tận Ngũ Đài Sơn và Pháp Hòa đi vào trong một cái ngôi chùa vào một cái mùa đông, Pháp Hòa hiểu. Và Pháp Hòa hiểu là tại sao các tổ Trung Hoa ngày xưa bắt các thầy cô mỗi lần lên tụng kinh ở trên chánh điện phải nịt cái ống quần lại, vì mình ít có tắm rửa, cho nên mình giữ cái sự thanh tịnh khi mình lên chánh điện, vì những cái dơ trong người mình nó có thể rơi rớt trên điện Phật. Cho nên mình nhìn cái hình ảnh đó ngày xưa các vị làm nó phải có nguyên do. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại cái khổ mà Đức Phật phải chịu. Trong kinh nói là Đức Phật ăn ngày một hột mè, thì mình mới nghĩ trời, mình tưởng cái hột mè cái hột của mình á, mình ăn chỉ cho mang tiếng vậy. Ăn ngày một mè làm sao đủ nó. Nhưng mà rất có thể bên Ấn Độ cái hạt mè mà trong kinh nói là ở bên Ấn Độ không phải nó nhỏ như cái hạt mè của chúng ta, có thể nó to như một trái táo gì đó mà đủ lót dạ trong một ngày, chứ không phải nó một hạt mè là nhỏ xíu như là cái hạt mè của chúng ta. Nhưng mà cho dù ngày ăn ngày một trái táo đi nữa thì ngày cũng đã hơn mình. Mình ăn bây giờ táo là ăn lái xét thôi, còn phải là một tô đó, rồi thêm thắt đủ thứ hết, giống như mì Quảng vậy đó, nào đậu phộng rồi bánh tráng rồi rau sống rồi thêm miếng chao rồi vậy đó. Cho nên mình thấy mình sướng hơn bao rồi, rên rỉ gì nữa. Bây giờ mình vô tu một chút thì mình cứ nghĩ ô tu là phải ngồi chỗ đó học kinh, đọc kinh suốt ngày, vậy thì lấy cái gì để lập công bồi đức? Mình lập công bồi đức, bồi cái đức của mình bằng cách là mình lập cái công. Mình không thể chỉ ngồi đó mà ăn của đàn na tính thế, không làm việc này cũng sẽ phải làm việc khác. Còn cái việc mà chúng ta không cần làm gì hết, chỉ tu thôi, là tự nhiên có. Thưa đại chúng, cái mình phải trang trải nó nhiều hơn cái mình tu. Ví dụ bây giờ người ta có ơn quý mình đi nữa, ta cũng cúng mình gì thức ăn thôi. Rồi gặp cái thời buổi kinh tế khó khăn, người ta làm sao đủ khả năng người ta cover hết cho mình, trong khi cái ngôi chùa mình nó quá lớn, điện nước bảo hiểm đủ thứ, bảo trì vân vân, thì ai lo? Cho nên chúng bên trong chùa phải có tự túc kinh tế. Thì cái tự túc kinh tế đó chẳng qua là chúng ta làm để có một chút nào đó để phụ trợ trong cái công việc, rồi thậm chí phải nấu ăn cho đại chúng, quét nhà, lau nhà, trồng rau, cắt cỏ vân vân. Có những ngôi chùa ở hải ngoại không ai biết được, là một cái đại tùng lâm cả mấy trăm mẫu đất, vậy mà có hai thầy ở, nội một cái cắt cỏ thôi đó, cắt hai tuần lễ mé bên này, vừa xong mé bên này hai tuần sau đá bên kia, vì vậy đang cắt mé bên này thì bên này hai tuần sau đó. Nhưng mà các thầy vẫn hoan hỷ như thường, là tại vì sao? Vì đó là công phu tu tập của mình. Ở bên Nhật Bản có một thiền sư, ngày xách giỏ đi chợ mỗi buổi sáng, thì vị cư sĩ mới thấy ngài là một cao tăng trong chùa mà sao xách giỏ đi chợ ngoài. Mới nói ủa, thầy tu cũng còn, thầy tu cao vậy mà cũng còn đi chợ nữa sao? Thì vị hòa thượng kia mới hỏi ủa rồi tu thấp làm cái gì?
thì cái ông kia ông được khai mộ. Cho nên á, trong cái vị trí của một cái người tu cao thì cái vị đó lại càng cực hơn. Giống như mình ở trong nhà, bổn phận là vợ, là mẹ, là bà, là mình cực nhất trong nhà, mặc dù cái chức mình là lớn đó. Tới bà nội trợ chứ không phải vợ. Nhưng mà hễ chồng con đi ngủ thì mình là người cuối cùng coi cửa nẻ không sao. Ổng có thể làm biếng đâu, ổng xuống bếp ổng check cái lò, nhưng mà mình không thể, cho nên phải ngồi vậy. Cho nên rồi ở trong chùa, cái vị trụ trì cũng là cái người cực nhọc nhất, mặc dù cái tiếng nghe lớn, nhưng mà thật sự trụ trì là người phải làm tất cả mọi công việc, gọi là ô xin cao cấp. Như vậy Thái tử Sĩ Đạt Ta đã vượt thắng được cái khổ hạnh vật chất, tình cảm, tiềm đạo, giống như chúng ta bây giờ ra nước ngoài để mà gọi là gì, kiếm sống, bươn chải, học hỏi. Ngày hôm qua tối có một em Phật tử đi với mẹ vô ngồi nói chuyện với Pháp Hòa, thì em còn trẻ mà, thì có rất nhiều những cái thắc mắc. Thì Pháp Hòa mới nói với em đó, là cuộc đời của Thầy, tất cả những gì ngày nay mà Thầy có được là một sự cố gắng hết sức của Thầy. Thầy chưa được một vị Thầy nào ngồi đó để dạy cho Thầy chữ nghĩa Phật Pháp, không có. Người ta đi tu, người ta được là vô lớp, vô trường, người ta có lớp lan, còn mình là lan ban, không được một cái lớp học Phật Pháp. Nhưng mà mình cố gắng. Thì Pháp Hòa có nói với em, tất cả mọi người cái gì ai cũng có thể làm được, nhưng mà cái điều chúng ta phải có đó là gì? Đó là ý chí, cái intent. Khi mà chúng ta có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt tất cả những cái khó khăn. Nhưng mà rõ ràng một con người sống ở đời, chúng ta có vật chất, nhà cửa, có tình cảm, gia đình, có sự nghiệp phải đeo đuổi. Và khi muốn đeo đuổi một sự nghiệp thì chúng ta phải làm gì? Phải chịu khó, chịu cực để sự nghiệp nó mới thành. Người tu cũng có một sự nghiệp của người tu. Mà trong cuộc đời của chúng ta, không người nào mà thành tựu mà không phải trải qua những gian khó. Nếu ai đó thành tựu mà do cha mẹ để lại thì họ không có kinh nghiệm nhiều, họ không trân quý lớn những cái gì họ đã có. Cho nên thí dụ con cái nó lớn lên, mình không cho nó đi làm, thật sự mình không cần tiền. Nhưng nếu mình cái gì cũng lo cho nó hết thì so với một cái em mà có đi làm bạc tham á, thì cái em làm bạc tham nó biết xài tiền hơn là cái đứa không đi làm. Vì cái đứa không đi làm thì lúc nào cũng có sẵn, cho nên nó phi. Mình không cần nó phải đi làm phương tham, có thể cho nó làm tuần 2 ngày. Thứ nhất, để nó trải nghiệm cuộc sống, có cơ hội giao lưu với người, học hỏi với người, trải nghiệm cuộc sống, và đặc biệt là kinh nghiệm, gọi là kiếm ra đồng tiền. Có một em tuổi teen là đi làm ở McDonald's, khi mà nó lãnh cái lương đầu tiên về, mà nó chưa có lãnh, nó về nó nói với má: má ơi, bây giờ con thấy là kiếm đồng đâu phải dễ, trước kia nó đâu nói câu đó được. Trời, muốn cho giữ được cái job, muốn có được tiền lương đầy đi trong vậy. Nhưng mà nếu mình sai rất là phải. Cho nên không phải Đức Phật Thích Ca, Thái tử Sĩ Đạt Ta trải qua, mà chúng ta cũng như thế. Và cái cuối cùng ngài phải trải là gì?
đó là sự chiến thắng của Ngài khi Ngài ngồi thiền, Ngài nhập định, và những cái tâm hành nó sinh khởi. Quý vị nào đọc trong kinh có nhớ khi mà Ngài kể đó, Yayudala xuất hiện, vô tịnh phạn xuất hiện. Nhưng mà thiệt sự là trong kinh đó là ma nó giả ra. Nhưng mà thưa đại chúng, ma gì biết không? Trong tâm ma của mình nó xuất phát lên, nó làm trì trệ, nó ngăn cản cái đường tu. Cho nên có một cái vị, cái câu chuyện mà ngoại kể đó, đừng có nói ai, ngay cả ông Quốc Đầu Lạc Phất là thầy của Thái tử Siddhartha khi Ngài tập đạo. Một hôm mà quý vị biết ông Quốc Đầu Lạc Phất có thần thông đó, vậy mà khi mà ông đến rồi có một vị hoàng hậu xá ông, và ông đứng gần đó, khi xá lễ như vậy thì ông cũng xá lại, và khi hoàng hậu đó bước lên và lỡ chạm vào người ông, vậy mà ông sanh tình cảm, mất thần thông, bắt đầu ngồi thiền được. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy hoàng hậu đó xuất hiện. Cuối cùng ông lên trên núi, ông ngồi thiền. Khi ông ngồi thiền trong rừng, trước kia những tiếng chim nó làm cho tâm hồn mình thảnh thơi. Tiếng chim nó hót, nó làm cho mình thoải mái, mình cảm thấy như là một cái chỗ yên tĩnh. Vậy mà bây giờ cái tình sanh rồi, nghe tiếng chim, ông nói mấy chim đang tỏ tình. Ông giận nó, và cuối cùng ông đi xuống bờ suối ngồi thiền, bỏ rừng xuống suối. Đi tới cái bờ suối ngồi thì bây giờ những con cá nó tung tăng, đối với mình là sao, quá đẹp, cảnh quá tuyệt vời. Ông bực mấy con cá, tao ngồi thiền mà mày cũng tới đây mày tỏ tình. Ông thức cái mình, ông phát nguyện: tao nguyện một ngày nào đó tao sẽ làm một cái con phi ly, tức là con chồn biết bay, là ăn hết chúng ta. Do cái lời phát nguyện tức giận trong khi đó, sau này ông hết cái phước rồi, ông đọa là một con chồn biết bay để ăn những cái con cá. Thì thưa đại chúng, là cái đó chỉ là một cái biểu, một cái hình ảnh để nói lên rằng chúng ta tu, nhưng mà có rất nhiều thứ ma bên ngoài không bằng ma bên trong. Ma bên ngoài gọi là ngoại ma, ma bên trong gọi là nội ma. Mà nội ma thường thường là nó không giữ, nó hiền. Ví dụ như đồng hồ nó reo 5 giờ sáng rồi, cái nó sáng sớm mọi người đang xếp hàng đi toilet, ngồi dậy làm chi, nó lặn đầu. À, nó kéo cái mền lên nó ủ chút, mình kéo mền lên mình ủ ấm, đợi hết người đi mình sẽ vào. Xong cái nó lúc thanh giờ giật mình, cái giúp mình dậy, cái nghe trên này nguyện đem công đức này. Cái nội ma nó có cách nói. Cho nên ma nó có bốn loại, thật rất nhiều lắm, nhưng mà căn bản là bốn loại: ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời, ma chết. Ma trời tức là loài ma này nó biết cách nói, nó làm cho mình, nó comfort mình, nó xoa dịu mình. Ví dụ như mình hỏi tâm, nó nói đúng rồi, đi chùa phiền não ở nhà đi chi, ở chùa ở đâu cũng có Phật, ở nhà cũng có Phật, đâu phải chùa mới có Phật. Nó nói vậy nghe có lý. Hoặc là mình ăn chay rồi cái mình thèm, cái nó nói Phật đâu có bắt mình khổ một chữ gì đâu, tu phải thoải mái.
tôi phải tự tại, tu mà hành thân ép sát mình như vậy đâu phải. Nó nói nghe một tôi cái đó nói thì bây giờ ráng dữ lắm rồi, còn có phút nữa 12 giờ rồi, qua ngày mới Phật ngủ rồi. Đó là thiên mang. Thậm chí mình tham chút gì đó, nó đâu sao, nó tham cho chùa mà. Tham cho chùa, ví dụ như mình đi mua đồ ăn cắp, nó đâu có sao đâu, mình đâu có xuống điểm ăn cắp đâu, tự ta cắp ta bán, mình tự mình biết đi. Mình mua mình đến chùa, mua lý sao. Nó có cách nó nói thôi. Cái đó là thiên mang. Cho nên thưa đại chúng là cuối cùng Thái tử Sĩ Đạt Ta tuyên bố, trong tất cả các thứ thắng ta đã tự thắng ta. Ngài đã tự thắng được quyền quý tiền của, những tình cảm trong đời Ngài, những sự khổ nhọc khi Ngài tu tập tìm đạo, những khó khăn, thậm chí khi Ngài từ bỏ con đường khổ hạnh, Ngài đã bị những người đồng tu với Ngài chê trách. Quý vị nhớ năm anh em không? Kiều Trần Như đó. Thì hồi tối Pháp Hòa có nói với các em Phật tử đó, Pháp Hòa nói á, ở đời người ta sống á, một là nổi tiếng, hai là mang tiếng. Nhưng mà người ta thì sợ, thích nổi tiếng, sợ mang tiếng. Và người ta cố gắng, người ta sống để người ta đừng mang tiếng. Nhưng mà thật sự ở đời, dù mình làm bất cứ việc gì, dù việc đó rất tốt, ngàn người khen cũng phải có một vài người chê. Cái điều đó không thể tránh. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải nhìn lại mình, mình đã sống mà mình không có thẹn lòng mình mới quý. Và Pháp Hòa đưa một ví dụ. Thầy đang ngồi đây với em, với mẹ nói chuyện, có thể một người nào đi ngang thì người ta liền khởi tâm nghĩ quán, trời ơi giờ này mà còn tiếp ai trong phòng. Ví dụ vậy, người ta có thể người ta luận nghị, nhưng họ đâu biết mình làm gì trong này. Thành thử ra mình ngồi trong này nè, mình có biết mình đang làm gì, mình không thẹn lòng. Còn người đi ngang, người ta thấy mình, người ta nghe mình, điều người ta suy nghĩ sai quấy là điều khó tránh. Cho nên sống mà không mang tiếng cũng đã quý, nhưng mà cho dù không mang tiếng cũng không có gì, tại vì cuộc đời không có gì mình làm mà người ta hoàn hảo. Ngay cả Đức Phật, Ngài làm cũng có người khen người chê, thì huống chi chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng không phải là người khen chê mình, mà chính là chúng ta không có thẹn lòng. Tại vì ở đời này thể có praising là phải có blaming, vì nó là những bọn gió, không có mình nói đó. Khen chê, khen là praising, và chê là blaming. Khen và chê được. Ví dụ mình được cái này thì mình phải mất cái khác. Ví dụ hôm nay quý vị được đi chùa là mất một buổi đi sớm, hay là ngược lại, mình được đi sớm là mất một buổi đi chùa, vậy thôi. Hay là thậm chí mình ra đường mình lượm được của rơi, mình nói ô tôi được lượm được của rơi tiền, thì nghĩa là có người mất. Cái được của mình là cái mất của kẻ khác. Vậy thì trong cuộc đời này, mình được người khác mất, mà lỡ hôm khác mình mất người ta được, thế thì cuộc đời này nó bình thường. Cái quan trọng là mình làm sao mình không có thẹn lòng. Cho nên á, quý vị nhớ là Đức Phật thắng được những cái trận đó. Và cái quan trọng nhất là cái trận mà nội tâm nó tranh giành.
Mình bây giờ mình đi tu cũng vậy, mình rất là muốn đi xuất gia, nhưng mà nhìn lại thì thấy sao, biết bao nhiêu những cái lê thê nó còn theo mình. Chào hồi xưa Việt Nam mình có câu đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ đi tu sao đặng. À, đi vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà con cháu đi tu sao đặng. Hay là đi chùa thấy Phật muốn tu, về nhà của cải đi tu sao đặng. Tại vì và đặc biệt lúc mình đi tu, muốn đi tu nhất là lúc nào biết đâu, lúc mình khổ quá, lúc mình đang khổ đau là mình muốn đi tu. Nhưng mà khi mọi thứ nó lắng xuống hết rồi là thôi mình muốn gì à. Nó bình thường quá nhỉ. Trong kinh thiền, những cái câu chuyện thiền ta có kể, ví dụ một con trâu nó chui qua được một cái lỗ, đầu nó chui được, cái sừng nó chui qua được, cái thân nó chui qua được, mà rốt cuộc cái đuôi nó còn dính lại, nó ngoắc quá. Thì nhà thiền thường hay ví dụ cái đuôi đó là gì? Chính là những cái dính mắc nhỏ nhất của mình. Hay nói một cách khác, cái đuôi của con trâu mà dính tại đó là gì? Đó là những pháp tu mà chúng ta đang dính. Tu tịnh lọt cái gì cũng lọt hết, mà dính cái đuôi lại là gì? Tôi tu tịnh độ nửa chết có chỗ về, mấy người tu thiền chết không có chỗ đi. Rồi thì cái người tu thiền cũng dính lại chút, nói tu thiền mới đúng gốc Phật Thích Ca, còn tu tịnh độ là tịnh độ không có thật, vân vân. Mình bác cái này, mình bác cái kia, rốt cuộc mình lọt được cái đầu, cái sừng, cái thân mà chúng ta dính lại cái đuôi. Mà hãy ngồi lại nói với nhau là bắt đầu bài xích pháp môn, đâu cần thiết. Mỗi người chỉ đều uống thuốc hết mà. Anh uống thê non thì chê cái anh áp hiu, nhưng mà thật sự là tất cả đều uống thuốc, vì tất cả đều là bệnh nhân. Trong truyện nó có kể là có một cái ông đó, ông mua một cái miếng đất, thì lúc mà mua xong trồng tiền rồi thì ông về ông mới khai khẩn, ông đào lên trong đất đó có vàng. Và ông mới suy nghĩ, lúc tôi mua đất này tôi chỉ ý là mua đất chứ tôi đâu có mua của cải như này, chắc của cải như này của người chủ cũ, thôi mình đem mình trả cho ông chủ cũ. Ông chủ cũ nói không không, ba má tôi chưa bao giờ nhắc có cái chuyện chôn vàng này, tôi không có nhận đâu. Lúc đó mình làm gì biết không? Thanh niên. Nhưng mà sau một đêm ngủ thì cái anh mà mua đất á, anh tên nói với cái anh bán, bán anh nói ôi tôi suy nghĩ thì tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi, vợ tôi chôn hũ vàng đó, lúc mới mua nhà về mà tôi quên, tôi mới hỏi là nó nói tôi nghe. Cái ông kia nói, ông đừng có giỡn nha, tôi điều tra rồi, má tôi chôn hũ vàng đó chỉ một đêm thôi. Tâm tham nó khởi lên và ai cũng muốn giành cái này. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta biểu lộ một cái gì đó, nhưng mà tận cùng bên trong cái gốc tham sân si mình nó vẫn còn. Ví dụ mình nghe người ta tu, ta tụng bộ pháp hoa, mình về mình tụng hai bộ, ta ăn chay 3 ngày, mình ăn 4 ngày, nhưng mà không phải mình tinh tấn, nhưng mà tại vì có thể mình cũng hơn người kia chút. Cái đó tự mình biết thôi chứ không. Nhưng mà đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy. Có một cái vị tể tướng đó gặp một vị hòa thượng. Bạch hòa thượng, trong kinh thường nói vô minh. Vậy bạch hòa thượng, thế nào là vô minh? Thì cái ông vị hòa thượng mới trả lời, ông ngốc vậy hỏi tôi sao tôi trả lời, tôi có nói ông đâu hiểu. Thì ông vừa nghe xong trở nổi giận phừng lửa lên. Thì cái vị hòa thượng nói, dạ tôi muốn chỉ ông vô minh tâm ngay đó. Vô minh
Nghĩa là nhiều khi mình biểu lộ cái tướng nghĩa là tôn tịnh, nhưng mà cái gốc sân, cái ngòi đó nó còn ở trong đó. Cho nên đó, có một hôm là có một vị thầy biểu người đệ tử đi tới cái đống tro lấy lửa. Thì người học trò nhìn cái đống tro thấy nguội lắm. Người học trò nói bạch thầy, tro tàn không có lửa. Người thầy tới đống tro, quy tro ra. Thì ở dưới ngầm của cái đống tro đó còn lửa. Thì khi cái bút cục lửa lên, thì ông thầy cũng hỏi người đệ tử, cái này là cái gì? Thì ngay đó người đệ tử hiểu đạo. Ý ông thầy muốn nói gì? Cái nguội lạnh đó bên trên, đừng nghĩ là mình đã dập tắt. Nó tiềm ẩn ở trong đó. Ví dụ nè, có qua nghe nói ví dụ, mình bước ra cửa, thấy người xin tiền, trời bốc 50, cho thoải mái. Nhưng mà mình sẽ kẹo nài mặt rẻ với các bà bán, dù chỉ một đồng bạc thôi. Tại sao mấy ông mình quan niệm bà này bán là đừng không gạt tôi? Nhưng mà mình sẵn sàng đóng vai Bồ Tát ở trước mặt mọi người để bố thí 50. Cho nên cái ngọn lửa đó, cái tham, cái sân, cái si á, là khi mà người ta nói về mình mà mình mê lầm, mình vẫn khổ đau phiền não. Cái sân giống như ngọn lửa nó tìm mà. Cho nên người tu mấy mươi năm nhưng vẫn phải chăm cái con trâu của mình. Vì con trâu của mình thấy nó nằm vậy đó, nhưng mà hễ có cái gì réo là nó theo. Vì vậy mà hồi xưa ta kể câu chuyện, một con khỉ ngồi ở trong nhà, sáu con khỉ nó kêu ngoài cửa. Rồi hễ một con khỉ cửa mộ nó réo thì con khỉ này nó nhìn qua. Và con khỉ trong nhà đó là ai? Là mình. Sáu con khỉ bên ngoài đó là ai? Là sáu căn, sáu trần. Hễ cái mắt mà nó hấp dẫn mình là mắt nó lọt. Nên ví dụ mình ngồi đây, bây giờ nếu mà ai xuất hiện làm một cái gì đặc biệt trên này là mình có theo. Một cái tiếng gì phía sau nó làm cái rầm là mình quay lại mình nhìn. Mình vẫn còn bị lôi cuốn bởi thấy nghe nhiều lắm. Thậm chí đang ngồi đây tự nhiên có cái mùi gì nó xông tới. Nhiều bà bạn. Mặc dù mình đang nghe pháp. Hoặc là mình đang ngồi đấy mình nghe mà thấy cái bà kia nó đang ngồi ngủ gục. Cái mình phiền thôi nghe. Tức là mình mặc dù mình nói là mình đang tu lắm, nhưng mà trong cái âm thầm sáu căn mình đã vẫn còn trong rồi. Mà hễ mà mình thắng được nó, ví dụ có nhiều lúc ngồi thiền vậy, trời tự nhiên mặt mình nó ngứa. Mà thấy có thói quen là mình ngứa tay lên mình gãi không? Có nhiều lúc có quà để ý, có quà ngồi vậy có nó ngứa. Thử bây giờ mình không gãi coi bao lâu nó hết. Nhiều lúc mình phải dẫn diện ra nó mà cái tay vừa được đưa lên thì có quà nói không được, mình muốn thử coi cái ngứa này nó ở đây tới chừng nào, lấy cái tay xuống. Thật sự ra con người mình sống mình đi theo những cái bình thường, ví dụ hứa là mình gãi, ho là mình phải ho, nhưng mà nếu mình đi nước chỗ này đã yên tĩnh quá, mình nên nín ho lại. Theo thông thường mình hắt hơi là mình phải để cho nó hắt hơi ra, bởi vì nó muốn tống những cái bình tật gì trong người. Nhưng mà có những chỗ mình hắt một cái đó người ta bật lửa. Ví dụ như người ta đang ngồi thiền vậy, mình hắt hơi một cái là người ta giật mình. Cho nên những giây phút đó, thay vì bình thường mình làm việc đó, nhưng giây phút đó mình nén nó lại. Những giây phút đó chính là chúng ta dừng lại
những cái tâm ý râm rủi mà đi theo cái thói thường của chúng ta. Ví dụ như sáng nào mình cũng uống ly cà phê, nhưng mà bữa đó mình đi tới một cái chỗ lạ, mình mới tới, người ta đưa mình vô ngủ rồi, chưa biết bếp đâu, mà chủ nhà sao im quá chưa thức. Trời ơi, trong này ngồi ngáp lên, ngáp xuống. Những lúc đó mình cho mình một cơ hội là mình đang thu phục cái con ma nghiện cà phê hay là nghiện thuốc lá. Chờ quý vị thấy người nào bị thuốc lá nó hành, trong nhà hút không được, ra ngoài nhiều khi đứng lạnh chút chịu không nổi, nhưng mà ra ngoài kia đứng lạnh thấp nguyên chi nha. Thật sự ra cái đó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà ở cái nhìn mà gọi là bị cuốn lôi thì đó là cái hình ảnh. Có người mà nó nghiện cờ bạc, hết tiền đánh rồi không còn biết mình là ai, lường gạt kiểu nào cũng lường gạt, trộm cắp kiểu nào cũng có thể trộm cắp, miễn sao có tiền để mà đi đánh bài, thậm chí đánh vợ đánh con, lường gạt bạn bè gia đình để có tiền đi chơi chán cũng được, vì không thắng được cái cơn nghiện đó. Cho nên tất cả chúng ta người tu nó cũng có những cái tập khí của người tu. Ví dụ mình đi tu á, mình tu từ nhỏ tới lớn mình cũng có cái ngạo mạn của người tu từ nhỏ tới lớn nha. Tôi đây là đồng chơn nhập đạo, học giới luật nhiều hơn mấy vị mới tu. Thật sự ra mình học nhiều là đúng thôi, mình được ở môi trường đó, nhưng mà cái quan trọng là làm sao mình tu nhiều, mình ôm ấp được người tu mới, mình ôm ấp được cái người ta còn dở, người ta mới tu, mà đặc biệt là những người mà người ta gọi là bán thế xuất gia, mình ôm ấp được mấy người đó thì cái lượng mình nó mới lớn, cái tâm từ nó mới nhiều. Chứ đâu phải là mình tu để rồi mình hô hào với cái đó. Mình tự biết mình đã thấm nhập nhiều cái đó rồi thì làm bây giờ đây là lúc mình vận dụng cái mình học được rất nhiều để mình giúp đỡ cái người khác. Thưa đại chúng, mình tu mình phải có cái đức hy sinh, hay nói cách khác, sống ở trong đời phải có cái đức hy sinh. Mình không có hy sinh mình không có thể nào làm được gì hết. Thí dụ Đức Phật hy sinh, người đi xuất gia cũng hy sinh, hy sinh cuộc đời của mình để dâng hiến cho mọi người. Phong Hoàng mới nói với mấy em á, mấy đứa nhiều khi thương ba thương mẹ phải hy sinh những cái vui bình thường của mình để ba mẹ được vui. Rồi tối nó vô nó hỏi Pháp Hòa, nó nói mẹ cứ nói với con là phải có hiếu, thầy có thể explain cho con hiếu là gì, con nghe mẹ nói hoài con cứ hiếu là gì. Pháp Hòa nói bây giờ mình explain cho nó cũng được, nhưng Pháp Hòa bóc cái từ điển của anh kiếm một cuốn từ điển chỉ cho nó hai chữ pious filial. Thì Pháp Hòa mới nói hiếu là gì, không phải là con chỉ cho cha mẹ ăn uống không, the way mình treat người đó, the way mình talk to người đó, the way mình behave với người đó, tất cả đều là hiếu. Mà không phải chỉ hiếu với cha mẹ không đâu, hiếu với bạn bè, hiếu với mọi người. Chỉ chữ hiếu nghĩa là hảo, là tốt. Tại vì cha mẹ thì lúc nào cũng nói con phải có hiếu với cha mẹ, nhưng mà mình nói thôi nó chưa có khái niệm hiếu là gì. Phải ngồi kể cho nó nghe, giải thích cho nó hiểu. Và nói nếu mà con nhìn kỹ con thấy mẹ ba cũng hiếu với con. Khi con muốn đi chơi, cha mẹ cũng chở con đi. Con đi xong con alo, ba mẹ tới pick up con về. Hiếu chi gì nữa, đưa đón.
Vì sao? Vì sợ con đi sai đường, đi không đúng chỗ, vân vân. Mình có vợ, mình chưa có gia đình, mình muốn đi chơi ở đâu mình đi. Nhưng khi có gia đình rồi, phải hy sinh một chút vui cá nhân để phải về chăm sóc, vì ai cũng có cái bổn phận. Cho nên Đức Phật cũng hy sinh, các Bồ Tát cũng hy sinh. Và muốn được hy sinh như vậy, chúng ta cũng phải tự thắng mình. Nhiều khi mình thích lắm chứ, thích đi chơi với bạn lắm chứ, nhưng mà thôi, có nhiều khi mình chỗ nào cũng muốn đi, đi tu chỗ này cũng muốn đi, đi tu chỗ kia cũng muốn đi, nghe người ta đi hành hương, nhưng mà sao biết không, bổn phận giữ con giữ cháu nè, rồi tiền nong mình phải chia sẻ cho chỗ này chỗ kia nè. Thôi bây giờ năm nay mình suy nghĩ về chỗ nào mình muốn đi nhất, thì phải hy sinh những cái đi nhì đi ba đó, và hy sinh. Mà hễ mà mình muốn quá mà không được, mà phải dằn lòng ở nhà, đó là tự thách. Như vậy thì nghĩa là chúng ta mỗi ngày ai cũng đang làm một cái việc là tu tập để tự thắng cái tham, cái sân, cái si của mình. Mà chính yếu là những cái tham si. Si là những cái dính mắc, tham là những cái muốn mà nặng hơn. Mình có mà mình buông bỏ, người ta không có gì hết, ta bỏ là chuyện thường rồi đó. Còn mình có bỏ được. Cho nên trong kinh, tứ thập nhị chương mới có câu á, nghèo mà bố thí là khó. Hay là người ta giàu người ta cho, người ta vẫn còn dư, còn mình không có, mình ráng giúp mình cho, khó lắm. Ngày xưa Ngài La Hầu La đó, có một hôm Ngài đi khất thực, thì trên đường đi á, Ngài bị mấy đứa nhỏ nó chặt nó chọc. Ngài tức, Ngài nguyện nó thôi bây giờ nghỉ tu, đi về lãnh lại chút vua phạt mấy đứa này. Vì ông Ngài là biết Ngài là vua kế tiếp mà. Ba mình không đi tu rồi thì tới phiên mình, tại vì ông chủ mình đi tu. Cho nên khi mà bị mấy đứa nhỏ nó chọc á, thì ông muốn trở về ông làm vua để ông phạt mấy đứa này. Giống mà nhỏ mà đi học, mình đi học high school, đi tu lúc 15 tuổi, rồi xong rồi đi vô học high school lớp 10, 11, 12 thì mấy đứa Mỹ nó cũng chọc nhưng mà ít thôi, tại vì nó chưa biết mình là ai. Nhưng mấy đứa Việt Nam nó biết mình rằng, nó biết mình thầy chùa, nói theo ngoài đời là thầy chùa. Thiệt sự ra ông thầy ở trong chùa là kêu thầy chùa, nhưng mà mình mà nói cái tiếng thầy chùa nghe nó có cái gì đó nó hơi chế nhiễu nó. Ê thầy chùa, thầy chùa. Con cái đứa nhỏ đó sáng nào nó cũng đón đường Pháp Hòa nha, rồi ngay cái cửa đầu tiên nó A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Thôi mình cũng nói gì, mày đi vô cửa thứ hai. Nó nhảy ra cái cửa thứ hai, nó nói còn kiếm, mà ngày nào nó cũng làm vậy. Mình chẳng nói gì hết, biết cái nó cũng buồn, nó khỏi nói nữa, tại vì nó nghĩ là mình sẽ react lại, mình sẽ phản ứng lại thì nó có đề tài nói tiếp. Mình mà nếu mình react lại thì mình chọc chất cái câu chuyện với nó, cho nên mình đến thời gian nó không nói. Có những đứa Mỹ nó chọc mình ghê gớm lắm, thậm chí xé tập phun nước miếng, nhưng mà mình cứ im lặng. Vậy mà sao những đứa đó nó ra nó bình vực? Vì sao nhiều lần nó ăn hiếp mình mà mình không nói vậy? Mình biết tập sẽ tập vì nó muốn biết mình là ai thôi. Bây giờ mình nói mình là ai sao đó, bây giờ hỏi thật sự, bây giờ hỏi hồi đó là sao đi luôn. Nếu mình nói tại vì tôi muốn cầu đạo giải thoát có độ chúng sanh, nghe cả luôn quá, 15 tuổi tiếp gì mà có độ chúng sanh. Cho nên nếu một người nào đó, tại sao con đi tu, tại vì con thích. That's it. Một đứa nhỏ thích đi tu là đủ rồi,
ngày nào mình còn thích đi tu, ngày đó mình sẽ tu. Cho nên một người tu mà không thích đắp y, không thích đắp y là mình biết là cái đường tu mình nó có vấn đề. Cái y là cái pháp phục của mình mà mình không thích đắp, cho nên mỗi lần đắp y là phải hạnh phúc. Dù 30 năm, 50 năm mình tu mà mỗi lần lên làm lễ cầm tấm y mình đắp lên là cả một hạnh phúc. Và thưa chứ đại chúng, cho tới giờ phút này Pháp Hòa rất vui, rất hạnh phúc khi mỗi lần mình đắp cái y và cảm thấy là mình đắp y rất là đẹp, phải thích như vậy thì mình mới còn chịu thú. Ví dụ như mình ăn chay mình thấy rất là ngon thì mình ăn hoài không ngán, còn ngày nào cũng lên ăn chay nữa. Con mấy đứa nhỏ vừa rồi nó dịu á, nó lấy cơm bỏ vô cái chai á, nó nói dạ mời sư phụ ăn chay. Nó trời ơi con về kêu con chay, nó dạ con bỏ trong chai kêu con chay. Khi nào mình lên được tụng kinh mình vẫn còn thích một thời kinh mình tụng thì cái tâm mình nó vẫn còn đủ được. Mặc dù có thể thời kinh đó mình tụng không hiểu nhưng ít nhất mình vẫn còn ham thích tụng một thời kinh. Lần thì chuỗi niệm Phật hay là ngồi thiền vân vân. Cho nên á, ngày xưa vua Ba Tư Nặc ông đến thăm Đức Phật và Đức Phật đưa một cái ví dụ: thưa đại vương, nếu đại vương đang ngồi đây mà có người ta đang chạy mua báo bẩm hoàng thượng phía tây địch đang tấn công, chút xíu sau phía nam địch đang tấn công, phía bắc địch đang tấn công, phía đông địch đang tấn công, thì bệ hạ sẽ làm gì? Ông ơi, nếu mà như vậy tôi gấp. Thì Đức Phật nói: hoàng thượng có biết bốn phía tấn công mình là gì không? Đó là sanh già bệnh chết. Tứ phía đó là tượng trưng cho sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Phật nói tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Vua Trần Thái Tông có một cái bài thơ nói về bốn núi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh nhất ai ngờ muôn và tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cảnh. Thường thường con lừa mấy cảnh? Bốn cảnh, mà lừa được có ba cảnh à. Vậy mà vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. May bao quanh bốn núi vạn cây rừng là bốn núi là thân tứ đại này nè. Trên thân tứ đại này cả rừng phiền não, đúng không? Rừng phiền não đó. Ở nhà phiền não, đi làm phiền não, chơi với bạn phiền não, riết rồi bây giờ bạn đời tôi không muốn giao lưu nữa tại phiền não quá. Ngoài đời tôi muốn giao lưu nữa, thôi tôi vô chùa tôi tìm bạn đạo để hết phiền não. Ai ngờ đâu phiền não gấp đôi. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng. Vạn cây rừng đó là chồng chất cái phiền não, chập trùng phiền não ở trên cái thân tứ đại này. Nhưng mà tỉnh nhất ai ngờ muôn pháp không. Nếu chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chỉ do chúng ta dính mắc mà thôi. Lừa ba cảnh là gì? Là giới định tuệ hay là niệm định tuệ. May hay đã có lừa ba cảnh, chỉ nương vô cái này thôi, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Người tu mà không có đủ niệm định tuệ, không có đủ chánh niệm để nhận mỗi cái gì nó xảy ra thì không đủ định lực. Mà niệm định không có thì tuệ không có. Mà chính niệm định đủ và trí tuệ đủ cho nên giúp mình vượt những cây rừng đó, ra khỏi cái rừng đó. Và cuối cùng, ngày xưa có một thiền sư, ngài tên là Khê Phong. Ngài mới nói
người tu học có ba bậc. Bậc hạ, ai nói gì cũng nổi giận. Bậc trung, có nổi giận nhưng mà rồi biết dừng lại lắng xuống. Bậc thượng, ai nói gì vẫn bình thản an nhiên. Vậy thì mình thuộc dạng nào? À, hết sảy. Mình không dám nhận mình là bậc thượng, bởi vì bậc thượng là bất động như là Bồ Tát, là La Hớn. Mình dám nhận mình là bậc trung là bậc gì chứ không? Có giận nhưng biết dừng và lắng. Hồi xưa mình là bậc gì? Bậc hạ, ai gì nổi nổi sân. Đức Phật có dạy trong kinh, quý vị có nhớ là người giận có ba dạng không? Có những người như chữ viết trên nước, có những người như chữ viết trên đá cát, có những người như chữ viết trên đá. Người như chữ viết trên đá nghĩa là giận không vui, hằng lỡ lễ lòng. Có những dạng đó trên đời không? Có những người giận như chữ viết trên cát, một cơn nước đi ngang thì sao? Có nhiều khi mình giận rồi, nhưng mà người kia nói thôi tôi xin lỗi chị, nãy tôi lỡ lời, hết giận chị. Thậm chí mình la xong cái người đó rồi là tâm mình rộng rãi. Ngày mai hay chút nữa mình gặp người đó mình không nhớ hận thù gì nữa hết. Chỉ có điều là mình bực bội mình nói chút vậy thôi. Thì mình cũng có thể dạng đó. Còn giỏi nữa là gì? Như viết trên nước. Cầm viết mà viết trên nước được chữ gì không? Không có chữ gì nó hình thành đó. Đó là những người giận đối với họ. Ví dụ ai nói gì đó như chữ viết trên nước. Thì bây giờ tu thì cũng ba dạng. Bậc thượng là ai nói gì dính mắc giận dữ. Bậc trung là khó giận dữ nhưng mà rồi biết lắng, biết dừng. Hay thậm chí vừa nổi lên thì là bậc thượng là bình an, không có nói gì. Nhưng mà không thể không có nói nha. Tại vì chính có nó mình mới biết mình tới đâu. Đúng không? Ví dụ như á, nếu mà xe của mình á, mà nó chạy hoài mà không có đèn đỏ đó, để mình không có cơ hội mình thắng á, thì mình đâu có biết cái thắng mình nó hư. Nhờ thỉnh thoảng có cái đèn, sau cái đèn đỏ mình đạp thắng hoài mà cái thắng không ngang, là biết thắng này có vấn đề thì phải đi lo mà sửa cái thắng đó để thu nắp. Như vậy thì cái bảng stop hay là cái đèn đỏ chưa chắc đã là xấu, mà nó giúp cho mình biết được cái xe mình nó ra sao. Thậm chí mình thắng lại có kiểu ép gì biết là khô dầu, khô nhớ gì đó, vân vân. Và thậm chí cái chân của mình đạp sao bây giờ nó không ấy, rồi mình biết cái chân mình không vấn đề. Nhưng có bà có một cô Phật tử, bữa đó bà chở cô đi về, thì cô bước xuống xe, cô cầm cái áo mà nó rớt mà cô không hay. Rồi Pháp Hòa mới dừng lại và lấy lượm cái áo lên đưa trên tay cô, nắm tay cô mà cô không biết gì, cảm giác gì hết. Thì Pháp Hòa nói không được rồi, cô phải đi bác sĩ. Thì quý vị biết cổ bên đây bị stroke rồi. Rồi một hôm nọ, một cô Phật tử đi tới chùa khác, Pháp Hòa tới giảng, thì đang ngồi ăn bún xong cô cầm cái đũa được. Cô nói sao bây giờ tôi không có đưa cái tay tôi cầm cái đũa được. Thì mọi người mới nói ủa sao kỳ vậy. Lập tức chở cổ vô trong bệnh viện thì cổ đã bị stroke, bây giờ chết nữa rồi. Là quý vị thấy là có nhiều khi những cái trạng thái gì nó xuất hiện, nhờ vậy mình mới biết được cái bệnh của mình. Có một cái em đó, nó cầm trong tay nó một cái bún, thì nó gặp một vị hòa thượng đang cầm bó củi, nó muốn lấy cái bó củi đó. Tôi có bố hòa thượng, con bướm trong tay con mà hòa thượng nói đúng á thì con thua, mà hễ hòa thượng nói sai là hòa thượng thua bó củi cho con. Thì nó cầm con bướm, nó nói con đố hòa thượng, con bướm trong tay của con còn sống hay là chết. Kêu hòa thượng nói chết. Thì muốn chứng minh thì nó phải làm gì? Mở ra một bún bạc. Thì hòa thượng mất bó củi, đi về tới nhà nó mới khoe với ba.
nói ba bữa nay con thắng bà Phượng, hỏi con thắng kiểu nào, nó mới kể câu chuyện đó. Thì ông già nghe xong nói con ơi con thua rồi, nếu Hòa Thượng nói con bướm này còn sống thì sẵn tay con bóp cho nó chết để con chứng minh là nó chết. Hòa Thượng cố tình nói nó chết để con thả ra cho nó được cơ hội đó bay đi. Hòa Thượng chỉ mất một bóp mũi, nhưng mà Hòa Thượng không mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là lòng từ bi. Còn con á, chỉ vì một bóp mũi mà con mất một cái quý giá nhất của đời người, đó là gì? Đó là lòng từ. Nếu mà ông Hòa Thượng nói là con bướm đã còn sống thì nó sẽ bóp con bướm nó chết đi, thì nó mất đi cái lòng, bằng mọi cách nó phải lấy bóp mũi. Cho nên Hòa Thượng đành phải nói thua để mà nó thả con bướm ra, ổng thua bóp mũi. Quý vị thấy hiểu được câu chuyện ha. Câu chuyện thứ hai, ở bên Nhật có một vị võ sĩ dưới núi, trên núi Phú Sĩ, giỏi võ lắm. Thì ông vua mới gửi hai người thái tử tới đó để học võ. Thì sau một thời gian học võ thì ông vua đưa hai hoàng tử về để mà trổ tài. Thì khi đó hoàng tử thứ nhất đang ngồi yên, võ sĩ 20 nhào tới, ông hét một tiếng thì 20 tên lính đó hoảng hồn bỏ dao té ngựa, coi như ông thắng. Rồi ông thứ hai, ông đánh thắng mấy người kia, nhưng mà cuối cùng thì cái vị thầy mà dạy võ cho hai người đó mới nói với hoàng tử: thưa, tuy hai hoàng tử giỏi võ nhưng chưa học hết được một cái tối thượng võ công. Thì ông hoàng thượng đó mới nói: vậy thì tại sao khanh không dạy? Nói: dạ ngay cả tôi cũng chưa làm được, thôi tôi cần phải lên núi học tiếp để tôi có thể đánh thắng mọi trận. Sau một thời gian, một ngày nọ, vị võ sĩ đó đội nó trên đường đi xuống, thì ông vua và hai thái tử chạy tới. Võ sĩ đã học được và đã thắng được, đã được thành tựu được cái tầng thứ ba chưa? Thì lúc đó ông võ sĩ ông mới dở cái nón xuống, lộ nguyên cái tướng người xuất gia. Thì lúc đó ông nói với ông hoàng thượng và hai thái tử rằng: con đường mà thắng trận giỏi nhất chính là tự thắng mình. Tại vì ông đã tự thắng ông, cho nên ông mới làm người để xuất gia. Đó là câu chuyện cuối cùng mà Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng. Như vậy, buổi nói chuyện này, mình chồng cho chuyện này chuyện kia, cũng không ngoài một cái ý nghĩa là trong sự tu hành không có cái gì quý bằng sự chúng ta tự thắng được chính mình. Thật ra mình có thắng bao nhiêu trận đi nữa cũng làm sao mình thắng hết được thế gian này. Ví dụ mình nói người ta một câu, người ta sẽ tìm cách nó nói một câu nữa, rồi riết cái chữ nghĩa mình hết rồi nói sao cho cùng. Bây giờ mình im mình không nói thì tự nhiên người đó cũng sẽ im theo. Mình nhìn như là mình thua, thôi cũng được, nhưng mà chúng ta đã thắng được cái tâm sân hận của mình. Có một lần nọ, có một vị đó vì muốn bảo vệ cái danh dự của mình, do nghe được người khác nói về mình sai lầm, sai lịch sử, sai gì cuộc đời mình, sai những sự việc mình làm, vị đó viết một cuốn tập coi như là phổ biến ra bên ngoài để mà đính chánh phân đua đủ thứ hết, rồi lôi bao nhiêu chuyện ra để mà xác định cái việc của mình làm được.
thì vừa viết xong quyển đó, người khác viết quyển thứ hai, đánh phá lại, moi móc những cái chuyện người đó ra và phân tích những sai quấy, những giả dối của người kia. Ông ra một cái lá thư thứ ba, nhưng mà lá thư thứ ba này ông nói sao? Tôi xin rút lại tất cả những gì tôi đã nói. Không phải là tôi không còn lời lẽ gì nữa, nhưng mà tôi thấy thôi, mình nói nữa cũng chẳng lợi gì. Thôi tôi xin nhất tâm sám hối với tất cả mọi người, xin lỗi tất cả mọi người, xin cho tôi rút lại. Coi như tất cả những cái gì của quá khứ, chúng ta cứ để cho nó đi về quá khứ, và chúng ta moi móc lại chỉ để phiền não cho nhau trong đời này hiện tại, không có lợi gì cho đất nước, dân tộc cũng như cộng đồng của chúng ta. Chỉ có cách đó. Cho nên á, hận thù, diệt hận thù đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Hôm nay chúng ta về đây nhân dịp đầu năm, và sau một năm chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có những cái điều dở và chúng ta muốn bước sang năm mới chúng ta làm cái điều hay hơn. Và cái điều hay hơn nhất không gì bằng là chúng ta tự phát nguyện lập công bồi đức và vượt thắng những phiền não trong cuộc sống của chúng ta. Đời chúng ta cũng có những phiền não của đời, đạo chúng ta cũng có những phiền não của đạo. Đôi khi chúng ta phiền não trong khi làm Phật sự, trong khi tu chung với nhau, trong khi cùng đồng hành, đồng tu, đồng minh đệ pháp lữ với nhau. Điều đó không thể tránh, bởi vì thủy chung chúng ta vẫn là con người đang tu. Chúng ta là bậc hiền chứ chưa phải là bậc thánh. Quý vị nhớ hai chữ hiền với thánh. Thánh là khi mình đã đạt, còn hiền là mình đang trên đường mình muốn làm thánh. Mà trên con đường tu tập làm hiền thì còn rất nhiều những chông gai dính mắt. Nói một cách khác, chúng ta là đang làm một đường tam tạng đi thỉnh kinh, mang theo ba đứa đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là si, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si, Ngộ Không là sân. Đường tam tạng là một con người đơn thuần như mình, nhưng đường tam tạng có ba người đệ tử Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, tượng trưng cho tham, sân, si. Muốn thỉnh kinh thì cũng không thể nào bỏ ba đứa mà đi mình được, phải dẫn ba đứa nó theo. Bởi vì ba đứa nó chịu tu thì mình mới yên mình tu. Còn mình tu một mình mà ba đứa đòi ngồi góc hết pin, nó réo mình tiếp, nó hỏi mình cái chỗ chạc ở đâu, phải vậy không? Như vậy thì Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Vì si ít nói thầm lặng, cho nên qua hình ảnh của Ngộ Năng trong đoàn đi ít nói nhất, im lặng nhất, nhưng mà lại là người gánh cả một cái gánh của cái đoàn đi. Cái gánh đó là gì? Chắc, ôm, thầm lặng, tượng trưng cho si mê. Vì sân cho nên nổi nóng, nổi nóng cho nên múa mai quay cuồng trong đoạn đường, phải vậy không? Và trên đường đó cũng có tham, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham sắc, qua hình ảnh con heo. À, năm tới này năm tới này là ảnh hoàn thành đó, cho nên tất cả chúng ta phải cẩn thận để cái anh này ảnh béo phì, ảnh hoàn thành thì mình cũng mệt với ảnh. Trên đường đi thỉnh kinh nghĩa là chúng ta muốn hướng tâm về cái chỗ trọn vẹn đó. Mà muốn hướng tâm về chỗ trọn vẹn đó thì không phải đơn giản, phải 81. Tại sao có thần thông không? Vẫn một cái
vèo để tới đây đi, đi mà phải đi chi vậy? Nghĩa là đường tu tập không thể thiếu được sự bồi công lập đức. Không gian nan bồi công lập đức thì không thể nào đủ phước để mà. Cho nên đó, khi tới đó rồi, ứng chứng thành Phật rồi, khỏi cần nói gì hết, tướng đổi. Cho nên Ngộ Không ông nói gì? Ngộ Không ông nói xin Phật Tổ lấy cái dòng kim cô ra. Thành Phật tự nhiên dòng kim cô biến mất, cái mỏ heo thịt vô liền. Cái hình ảnh trong phim đó, khi mà thành Phật, nghĩa là gì? Tướng mình đã đổi. Mình tu là cái tướng mình đã đổi. Hồi đó cái tướng mình nhìn nó dữ lắm. Khi mình tu, mình quán từ bi, giảm tham sân, tướng mình nó thay đổi. Tu là cái tướng nó đổi, phải tin. Mà chưa tu là cái tướng nó khác. Ví dụ như hồi quý vị chưa tu, chưa thiền định, chưa tụng kinh niệm Phật, mặc dù mặc áo mặc hò, mặc dù đầu có cảm mình nhìn dữ, nhưng mà khi mình tu rồi, có sự tu tập, thì tự nhiên cái diện mạo mình nó hiền lành ra. Mình mặc đồ mặc thò, mình cạo cái đầu nhìn nó hiền. Thậm chí có nhiều người thấy mình tu tập tập sự mà ta bước vô đường mạo quá, già chào đi sư, chào thượng tọa. Dạ không, tôi không phải đi sư, tôi đang tập sự. Lúc đó kiếm tôi con kẹp luôn. Hỏi chi vậy? Để ta nhìn, ta biết tôi là Phật tử. Cạo rồi mặc đồ tôi nhìn giống ni sư quá. Quý vị thấy không? Cho nên hình ảnh trong cái bộ Tây Du Ký đó có nhiều cái đặc sắc lắm. Mà quý vị khi mà chúng ta hiểu được cái ý đó rồi thì chúng ta thấy nguyên một cái bộ Tây Du Ký là nói hết cái bản chất của cuộc đời. Nó vậy thôi. Chứ cái bộ Tây Du Ký nó không phải là một bộ phim như mình coi vui giải trí. Mà nếu chúng ta lấy cái nhìn của cái người học đạo mà xem thì chi tiết nào, đoạn nào nó cũng nói lên được cái bản chất của con người mình. Ví dụ như lọt vô một cái giếng gọi là vô để. Vô để là cái đáy không có giếng. À xin, cái giếng không có đáy. Không phải em quên đâu.